Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 42. Cả nhà họ Cung luôn gặp đen đủi, sao đột nhiên tin may lại đến liên tục như thế chứ? Phùng Vân Phi còn lâu mới tin là không liên quan đến tên họ Tần kia. Chú Cung nói, lão Phùng à, chúng ta đã đắc tội với cậu Tần rồi, anh mau đi đền tội đi, chuyện của anh, cậu Tần chắc chắn có thể giúp được. Phùng Vân Phi gật đầu, được, bây giờ tôi sẽ đi chịu tội. Nói xong, Phùng Vân Phi vội mặc quần áo, lái xe đến trước cửa nhà Hồ Gia Hân. Đến cửa nhà, ông ấy nghĩ một lát nhưng không gõ cửa, bây giờ đã là 12 giờ đêm, chắc người ta đã đi ngủ hết rồi. Chủ tịch Phùng, hay là để ngày mai rồi đến? Phùng Vân Phi lắc đầu, các người về trước đi, tôi ở đây một mình. Trợ lý và tài xế do dự một lát, muốn ở cùng nhưng chủ tịch Phùng kiên quyết đuổi họ đi, hai người đành lái xe rời đi. Phùng Vân Phi cứ đứng như thế trước cổng nhà Hồ Gia Hân, cũng không gõ cửa, đứng suốt một đêm. Hơn 7 giờ sáng ngày hôm sau, bảo mẫu nhà Hồ Gia Hân phát hiện có một người đứng trước cổng, vội nói cho cô biết. Hồ Gia Hân nhìn camera giám sát, mặt hơi biến sắc. Đây không phải là chú Phùng sao? Hồ Gia Hân vội ra cổng tiếp đón. Chú Phùng, sao chú lại đứng ở đây? Phùng Vân Phi đã đứng một đêm, có chút mệt mỏi, lảo đảo dựa vào cổng nói. Chú đến mời cậu Tần. Hồ Gia Hân sững sờ, thực sự đến mời lão Tần sao? Trước đây lúc Tần Lâm nói cô không để ý lắm, cô nghĩ rằng với tính cách của chú Phùng không thể nào đến mời anh được, nhưng điều này thực sự đã xảy ra. Lão Tần đúng là có bản lĩnh. Tần Lâm đứng ở phòng khách tầng 2, anh đã sớm nhìn thấy cảnh này, Phùng Vân Phi biết mình đã đắc tội với anh, mấy hôm trước thái độ không được tốt, nếu như không biểu hiện lòng thành, e rằng bản thân ông ấy cũng thấy áy náy. Từng này tuổi rồi mà đứng ở ngoài một đêm cũng xem như làm khó ông ấy rồi, Tần Lâm xuống tầng đi ra sân, vẫy tay với Phùng Vân Phi, tỏ ý bảo ông vào. Phùng Vân Phi như nhận được đại xá, mừng rỡ vội theo Hồ Gia Hân vào trong. Lúc nãy Hồ Gia Hân bảo vào nhưng ông ấy không dám vào, bây giờ Tần Lâm gật đầu rồi, ông ấy mới dám vào trong. Hồ Gia Hân bĩu môi, cũng không biết Tần Lâm lấy đâu ra uy quyền lớn như thế, tên này lợi hại vậy sao? Đến phòng khách của Hồ Gia Hân, Tần Phong vào thẳng vấn đề, nói tình hình của ông đi. Chuyện cũ đã qua rồi không nhắc đến nữa, Tần Lâm cũng chẳng phải loại người nhỏ mọn, hơn nữa Phùng Vân Phi đã đứng trước cổng một đêm rồi, chuyện này coi như xí xóa. Phùng Vân Phi thở dài nói, tình hình của nhà tôi còn nghiêm trọng hơn nhà lão Cung, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có đời thứ ba, ba người con trai, ba người con gái của tôi mang thai mấy chục lần rồi. Nhưng tất cả đều sinh ra là chết hoặc là chết ngay khi còn ở trong bụng. Cũng không biết tôi đã tạo ra nghiệp gì mà lại thành ra thế này. Tần Lâm cau mày lại, tình hình của Phùng Vân Phi thực sự phức tạp hơn chú Cung. Chuyện của chú Cung rất đơn giản, ông ấy biết nguyên do là gì, hơn nữa có thể nói chính xác tình hình khi đó, chỉ cần Tần Lâm đưa ra biện pháp để bù đắp là được. Nhưng tình huống của Phùng Vân Phi thì khác, ông ấy không biết lý do tại sao gia đình lại gặp khó khăn. Trẻ sơ sinh trong nhà không ngừng chết hiểu, tình huống này phức tạp hơn rất nhiều. Tần Lâm nghĩ một lúc rồi hỏi, trên người ông có đồ trang sức gì không? Phùng Vân Phi nghĩ một lúc rồi nói, trước giờ tôi không đeo những thứ đó. Có thể nhìn ra ông ấy không quá tin tâm linh, nếu không sẽ không có thái độ như vậy với Tần Lâm. Nhưng Phùng Vân Phi thực sự hết cách rồi, hơn nữa ông ấy đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Tần Lâm nên vẫn có chút tín nhiệm nhất định đối với anh. Sau khi kể lại chuyện của bản thân, Tần Lâm vẫn không có manh mối gì. Phùng Vân Phi hơi thất vọng khi thấy bộ dạng này của Tần Lâm, trong mắt người đời, đại sư thực sự khi gặp mặt không cần nói, chỉ cần nhìn tướng mạo, chỉ tay là có thể biết được toàn bộ. Hiện tại Tần Lâm chẳng biết gì cả. Anh nhìn mặt của Phùng Vân Phi rồi đột nhiên hỏi. Gần đây trong nhà có sửa sang gì không? Phùng Vân Phi sững sờ, nhíu mày lắc đầu. Không có. Ông không hiểu tại sao Tần Lâm lại hỏi như thế. Tần Lâm đáp, ông gọi điện về nhà hỏi xem, xà nhà có phải có vấn đề không? Phùng Vân Phi sững sờ, mặc dù thấy hơi khó hiểu nhưng đã đến đây rồi nên đành làm theo lời căn dặn của Tần Lâm. Hơn nữa ông ấy đã đợi một đêm ở bên ngoài, nếu bây giờ rời đi chẳng phải quá lãng phí thời gian sao? Phùng Vân Phi gọi điện thoại về nhà, đứa con trai út của ông nhanh chóng bắt máy. Bố, sao thế ạ? Xà nhà có vấn đề gì không? Tiểu Phùng sững sờ, không ạ.
Phùng Vân Phi cau mày lại, lẽ nào lại bị Tần Lâm lừa rồi sao? Tên này là kẻ chỉ có danh nhưng không có tài sao? Đang định tắt điện thoại, đột nhiên âm thanh của bảo mẫu truyền đến, cậu ơi, xà nhà tầng 2 bị dò nước rồi ạ. Phùng Vân Phi nghe thấy tiếng của bảo mẫu, mặt lập tức biến sắc, ông vội nói. Mau gọi thợ sửa ống nước đến xem sao. Vâng ạ, bố không cần bận tâm chút chuyện nhỏ này đâu ạ, phòng dò nước là chuyện quá đỗi bình thường, hoàn toàn không đáng phải lo lắng. Phùng Vân Phi nghiêm nghị nói. Đây không phải vấn đề bố có lo lắng hay không, chuyện này rất quan trọng, các con mau kiểm tra đi, xong thì gọi lại cho bố. Người con trai út thấy hơi khó hiểu, có điều cậu ta không dám trái lại lời bố, vội nói. Dạ vâng, bây giờ con sẽ kêu người đến kiểm tra. Sau khi tắt điện thoại, tầm 10 phút sau người con trai gọi điện lại, Phùng Vân Phi vội bắt máy. Thế nào rồi? Bố à, người ta kiểm tra rồi, cốt sắt trong xà bị đứt. Đúng là kỳ lạ, cốt sắt mà cũng có thể đứt, nhưng bố yên tâm, con đã tìm người đến sửa rồi, sẽ sửa nhanh thôi ạ. Sau khi tắt điện thoại, Phùng Vân Phi hoàn toàn bái phục, ánh mắt nhìn Tần Lâm cũng trở nên kính nể hơn. Cậu Tần, cậu đúng là liệu sự như thần, xà nhà tôi thực sự đã bị đứt, sao cậu nhìn ra được vậy? Tần Lâm không trả lời, chuyện này đương nhiên không thể giải thích, nếu thực sự giải thích thì cũng khá phức tạp, người như Phùng Vân Phi chắc chắn sẽ không hiểu. Tần Lâm đáp, ông Phùng, mấy năm gần đây ông có đập vỡ món đồ trang trí nào không? Phùng Vân Phi cau mày, nếu mà nói thế thì nhiều lắm, trong nhà tôi có rất nhiều đồ trang trí, tính tình tôi nóng nảy, lúc tức giận sẽ ném đồ, chắc tôi phải ném tầm trên dưới 100 món. Tần Lâm lại hỏi, ông nhớ kỹ lại xem, có món đồ may mắn nào bị ông ném vỡ không? Ví dụ như ông thần tài, ông quan nhị, cóc vàng. Nói đến đây mắt Phùng Vân Phi sáng lên. Sực nhớ ra điều gì đó, ông nói. Đúng là có thật, mấy năm trước tôi ném vỡ một pho tượng cóc vàng lớn ở trong phòng sách của tôi, lúc ném vỡ còn đập vào chân tôi, vì thế ấn tượng rất sâu sắc. Tần Lâm gật đầu, xem ra chân tướng đã rõ ràng rồi. Con cóc vàng này chính là cóc vàng bụng bự. Phùng Vân Phi gật đầu, cóc vàng đương nhiên bụng bự, nếu không thì tôi đâu có mua. Cóc vàng kêu gọi tài lộc từ bốn phương tám hướng. Đương nhiên bụng phải càng to mới càng tốt. Tần Lâm nói, vậy thì chú đã đắc tội với con cóc vàng này rồi, con cóc vàng này có con trong bụng, lại bị chú đập vỡ nên mới gây thù chuốc oán. Phùng Vân Phi nghe xong liền nhất thời kinh ngạc, không ngờ lại còn có chuyện này. Nếu như trước đây nghe nói thì ông ấy sẽ không bao giờ tin, nhưng hôm nay gặp Tần Lâm, biết được tài năng của anh thì Tần Lâm nói gì cũng đáng tin cả. Cậu Tần, vậy tôi phải làm thế nào? Chỉ là một con cóc vàng mà thôi, rất dễ giải quyết, con cóc vàng này không quá bản lĩnh, nó không thể làm gì người lớn trong nhà, nên chỉ quấy phá em bé một chút mà thôi. Hiện tại nhà chú có người mang thai à? Có, con dâu nhà tôi đang mang thai 4 tháng rồi, nhưng ngày ngày đều thất thần, khiến tôi lo lắng vô cùng. Tần Lâm nói, thế này đi, để tôi đi xem thử. Nói xong, Tần Lâm đứng dậy, cùng Phùng Vân Phi bước ra khỏi nhà rồi lên xe. Sau khi lên xe, thay vì đi thẳng đến nhà của Phùng Vân Phi, anh lại tìm một ngôi chùa gần nhất. Phùng lão, ngôi chùa này chắc gần nhà chú hơn, lát nữa chúng ta xin cao hương sao, sau đó phải về nhà trước khi nhang cháy hết. Sao cao hương, nhang khổng lồ? Phùng lão gật đầu, đừng lo, ngôi chùa này cách nhà tôi không đến 3 cây số, lái nhanh một chút, mấy phút nữa là đến rồi. Vậy được, đi xin cao hương đi. Phùng lão bước đến chùa. Tặng người chủ trì một khoản tiền rồi xin 3 cây cao hương, sau khi lễ Phật xong, ông ấy liền mang cao hương về xe, bảo quản cẩn thận. Phải mất 10 phút để cao hương này cháy hết, về đến nhà đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Tài xế tăng tốc hết mức để đến nhà họ Phùng. Tần Lâm cầm 3 cây hương vào nhà, nhìn thoáng qua thì thấy xà nhà bên trong bị sập, nhưng có người đang gấp rút sửa chữa. Xà nhà sập là điềm báo không tốt, núi Thái áp đỉnh. Hoàn toàn không có lợi cho cả gia đình. Bảo thai phụ ra ngoài cho tôi xem thử. Tiểu Phùng liền nói, bố, vị này là... Phùng Vân Phi nói, vị này là cậu Tần, chuyên gia phong thủy đến xem cho chúng ta, mau gọi vợ con ra cho cậu Tần xem thử. Tiểu Phùng cau mày, thầy phong thủy. Bố, nhưng con đã mời một thầy phong thủy rồi, còn đang ở trong khám bệnh cho Tiểu Linh kia. Phùng Vân Phi cũng nhíu mày, con cũng mời rồi à? Vậy chúng ta đi chung đi.
Phùng Vân Phi cũng không biết nói gì, nếu con trai đã mời thầy phong thủy rồi thì đành cùng nhau đi xem vậy, càng nhiều người càng tốt. Dắt Tần Lâm vào phòng ngủ, lúc này có một người phụ nữ đang nằm trên giường, bụng vô cùng lớn, giống hệt như đang sắp sinh vậy. Bên cạnh là một người đàn ông mặc áo dài vàng, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, hệt như bộ dạng của một vị thần lớn tuổi. Bố, anh Tần, vị này chính là thầy Chư Cát. Thầy Chư Cát quay đầu lại, dùng ánh mắt lãnh đạm gật đầu với hai người. Cao nhân chính là như vậy, không thể nào quá dễ tiếp xúc được, nếu không sẽ mất đi phong thái. Thầy Chư Cát, đây là bố tôi và thầy phong thủy ông ấy mời đến, anh Tần. Chư Cát sững ra. Vốn tưởng rằng Tần Lâm là người trong nhà, không ngờ tên nhóc này lại là thầy phong thủy. Đến giành chén cơm à. Chặn đường tài lộc giống hệt như việc giết đấng sinh thành vậy, nếu có người đến đây giành chén cơm, đương nhiên Chư Cát sẽ không nể mặt. Một tên nhóc miệng còn hôi sữa như thế này mà các người cũng tin sao? Có phải quá tùy tiện rồi không? Đương nhiên Chư Cát không hài lòng, Tần Lâm còn trẻ như vậy mà cũng có thể làm thầy phong thủy ư. Làm ơn đi. Lừa người thì cũng nên chuyên nghiệp một chút được không? Mặc quần áo, trang điểm sao cho chín chắn một tí, đừng nói đến thứ khác, ít nhất cũng phải chuẩn bị râu dê hay đồ đạo sĩ chứ. Tần Lâm này chừng 20 tuổi, ăn mặc giản dị, hệt như sinh viên đại học vậy, làm gì có chỗ nào giống thầy phong thủy. Phùng Vân Phi nhíu mày, xem ra vị Chư Cát này có phần chuyên nghiệp hơn một chút, nhưng ông đã được thấy qua bản lĩnh của Tần Lâm rồi, tuyệt đối không hề kém cạnh. Vị này là do bạn tôi giới thiệu, cũng vô cùng có bản lĩnh, hai người có thể giao lưu một chút. Chư Cát cười khẩy, giao lưu, cậu ta không xứng, ông Phùng này, tốt nhất hai người nên quyết định đi, việc xem phong thủy không phải cứ càng nhiều người càng tốt, tốt nhất vẫn nên tìm ai đó đáng tin một chút, còn những người không liên quan thì không cần đâu nhỉ. Tiểu Phùng cũng hơi khó xử, một là đại sư do đích thân mình mời về, một người là do bố dắt đến, anh cũng không thể quyết định được nên tin ai nữa. Thầy Chư Cát, hay là thầy xem trước đi, nếu như không được thì để anh Tần xem thử. Tần Lâm gật đầu cười nhạt, cũng không muốn tranh giành, chỉ ra hiệu cho Chư Cát làm trước. Chư Cát cười khẩy, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Tôi đã ra tay rồi thì không cần cậu nữa đâu. Dứt lời, Chư Cát bước đến giường bệnh, sau đó đưa tay sờ bụng bệnh nhân. Con dâu nhà họ Phùng mang thai được 4 tháng, nhưng bây giờ bụng lại to đến mức hệt như sắp sinh, thật sự có hơi quá. Các người chắc chắn chỉ có một đứa trẻ chứ? Phùng Vân Phi gật đầu, đã đi bệnh viện siêu âm nhiều lần rồi, chỉ có một đứa. Mặc dù nhìn giống như mang thai đôi hoặc đa thai, nhưng đã kiểm tra nhiều lần, chỉ có một đứa trẻ mà thôi, còn về việc thai to đến mức này thì bệnh viện cũng không cách nào giải thích được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chư Cát cau mày, nói theo quan sát của tôi thì có lẽ đã động phải điểm gở nào đó. Bây giờ các người nghe tôi đi lấy máu chó, gạo nếp, chu sa, sau đó tôi sẽ thi triển một phép, 7 ngày sau sẽ thấy hiệu quả. Nghe Chư Cát nói xong, Tần Lâm đột nhiên cười nhếch mép, tỏ ra hết sức khinh thường. Vẻ mặt Chư Cát có chút không vui, cậu cười cái gì? Tần Lâm cười là bởi vì Chư Cát có quá nhiều sơ hở, phương pháp cũng kém quá rồi đó. Vốn đã có rất nhiều người bán tín bán nghi về vấn đề phong thủy thay vì hoàn toàn tin tưởng. Vậy nên cách giải quyết tốt nhất đó chính là không thể xử lý ngay tại chỗ. Có những chuyện nếu không xử lý ngay tại chỗ thì sau này sẽ khó mà giải quyết được. Bây giờ không giải quyết, đương nhiên sẽ không thể thấy được trình độ của người ta, Chư Cát nói sau 7 ngày sẽ thấy hiệu quả, vậy thì đương nhiên phải đợi 7 ngày rồi, còn tiền phải đưa tại chỗ. Còn về việc 7 ngày sau có khỏi hay không thì ông ta cũng chẳng quan tâm làm gì, bởi vì ông ta đã sớm cao chạy xa bay rồi. Lại tiếp tục lừa đảo ở một nơi khác. Tần Lâm cười khẩy mấy tiếng, nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu để ông ta tiếp tục nói. Lần này Chư Cát đã tính toán sai rồi, nếu như là người khác thì đó rõ ràng là bệnh tật, sau đó nghi ngờ bản thân chúng ta, vậy nên Chư Cát mới có thể lừa tiền bọn họ. Nhưng lần này ông ta đã tính toán sai rồi, nếu như dùng gạo nếp và máu chó thì người bị thương sẽ là ông ta. Theo như những gì Chư Cát căn dặn, Tiểu Phùng đã chuẩn bị đủ mọi thứ. Tiểu phu nhân, bây giờ tôi sẽ vẽ một vòng tròn lên bụng cô, đừng sợ. Nói xong, Chư Cát dùng bút lông chấm máu chó rồi vẽ một vòng tròn lên bụng tiểu phu nhân. Xong, ngay khi máu chó được vẽ lên thì bụng của cô ấy đột nhiên đổi màu. Giống như đột nhiên phát điên lên,
mặt mày đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi rồi ngồi phắt dậy, tốc độ vô cùng nhanh, căn bản không hề giống phụ nữ mang thai chút nào. Tao giết mày! Tiểu phu nhân giống như đang nhìn thấy kẻ thù giết cha vậy, lập tức túm lấy Chư Cát rồi bóp cổ, thật sự đã làm cho ông ta bị sốc. Tiểu phu nhân bị sao thế? Từ trước đến giờ ông ta chưa từng gặp qua chuyện như vậy, trước đây khi chữa cho bệnh nhân thì ông ta cũng lấy máu chó làm vài động tác đơn giản, sau đó dùng chu sa làm bùa quỷ, tiếp theo rắc gạo nếp rồi giả vờ xong việc. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải một bệnh nhân kích động như thế. Chư Cát hốt hoảng giãy giụa, mãi mà không thoát ra được, không biết tiểu phu nhân này lấy đâu ra sức lực lớn như thế, lại còn khỏe hơn cả đàn ông. Chư Cát không còn cách nào khác, bèn đẩy mạnh tiểu phu nhân ra ngoài. Hai bên cổ của ông ta bị móng tay của tiểu phu nhân in hằn thành hai vệt máu. Nhìn thấy Chư Cát dám ra tay với tiểu phu nhân, tiểu phùng lập tức nổi điên. Láo toét, người đâu? Tiểu phùng vừa ra lệnh, mấy nhân viên bảo vệ lập tức lao đến, ấn Chư Cát xuống sàn. Thầy Chư Cát, tôi tôn trọng ông vì ông là đại sư, ông lại dám ra tay với vợ tôi, muốn chết à? Mặt Chư Cát đầy vẻ đau khổ, oan uổng quá, là tiểu phu nhân ra tay với tôi trước. Tần Lâm nhìn thấy bèn cười khẩy, anh đã biết trước sẽ có kết quả này. Loại người như Chư Cát bình thường thì không sao, nếu như gặp chuyện thì tất cả biện pháp của ông ta đều vô dụng. Ánh mắt Phùng Vân Phi đanh lại, lúc này mới nhìn ra Chư Cát là một tên lừa đảo, liền nói. Cậu Tần, vậy mời cậu ra tay cho. Tần Lâm gật đầu, sau đó bước đến chỗ thai phụ, lau đi vết máu chó trên bụng. Đột nhiên, giống hệt như lúc nãy, tiểu phu nhân lập tức ngồi bật dậy lao về phía Tần Lâm, nhe năng nhe vuốt như muốn cào nát mặt anh. Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, rồi lấy ba cây cao hương trong tay vẩy mạnh. Cút! Một làn khói xanh thổi qua, Tần Lâm phất tay áo để tản làn khói ra. Không biết có phải nhìn nhầm không, nhưng làn khói mù mịt trông giống hệt như con cóc vàng, tất cả đều bị Tần Lâm đánh bay. Chỉ nghe một tiếng, cút, sau đó vẻ khó chịu trên mặt tiểu phu nhân đã mất đi, rồi nằm sụi lơ lại trên giường, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Khi mồ hôi lạnh toát ra, bụng của cô cũng dần nhỏ lại, trong khoảng 10 phút, ga giường đều bị mồ hôi của tiểu phu nhân làm cho ướt đẫm, bụng cô cũng đã trở lại bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai cha con nhà họ Phùng lập tức kinh ngạc. Cậu Tần thật đúng là thần thánh mà. Tuy vẫn chưa xác định được kết quả, nhưng cách làm vừa rồi của Tần Lâm đã khiến mọi người kinh ngạc, có thể nhìn ra được bệnh tình của tiểu phu nhân chắc không có vấn đề gì. Tần Lâm liền nói, đến chợ đồ cổ mua thêm một con cóc vàng khác về rồi đặt ở vị trí cũ, lần này phải hết sức cẩn thận. Sau đó đến chùa xin một ít ngọc quan âm, rồi đưa cho tất cả đàn ông trong nhà đeo vào, sau này nhà họ Phùng sẽ đông con nhiều phúc. Nghe Tần Lâm nói xong, Phùng Vân Phi lập tức trở nên vui mừng khôn xiết. Sau đó nắm chặt tay Tần Lâm rồi nói với vẻ kích động. Tần Đại Sư, thực sự rất cảm ơn cậu, lúc trước là do tôi có mắt không thấy Thái Sơn, không ngờ rằng Tần Đại Sư còn trẻ mà lại có bản lĩnh như thế. Tần Đại Sư, sau này cậu chính là ân nhân của nhà họ Phùng chúng tôi nhất định sẽ cảm tạ cậu một cách thích đáng. Tần Lâm cười nhạt, không cần đâu, tôi cũng vì nể mặt Hồ Gia Hân nên mới giúp thôi. Phùng Vân Phi cười phá lên, tâm trạng vô cùng tốt. Cậu Tần, tôi và Lão Cung không phải là người quên cội nguồn, cậu đã giúp chúng tôi giải quyết phiền phức, ân tình này tôi xin ghi nhớ trong lòng, số điện thoại và thông tin của cậu đã được lưu vào nội bộ tập đoàn của chúng tôi rồi. Miễn là nằm trong hoạt động của hai chúng tôi thì cậu không cần phải trả tiền cho bất kỳ cửa hàng nào cả, tất cả tiêu dùng đều được miễn phí. Mặc dù Tần Lâm không biết hai gia tộc bọn họ làm gì, nhưng từ nơi ở và chất lượng cuộc sống của bọn họ, có thể thấy được hai người này nhất định không phải là nhân vật đơn giản. Bọn họ cũng rất có thành ý, nếu như cứ trực tiếp đưa tiền thì có vẻ hơi sáo rỗng, thứ hai là bọn họ lại không hề xem anh là người ngoài. Điều này khiến cho Tần Lâm cảm thấy khá thoải mái. Được, cảm ơn ý tốt của hai người, sau này có vấn đề gì thì cứ liên lạc với tôi. Đương nhiên Tần Lâm cũng không ngại, bao gồm cả những việc nhà chú cung, Tần Lâm nói giải quyết thì nhất định sẽ hoàn thành. Sau này sẽ không còn gì lo lắng nữa, nếu như có vấn đề gì thì anh sẽ giải quyết sau. Về điểm này, cho dù có là y thuật hay phong thủy thì Tần Lâm cũng sẽ bảo đảm. Sau khi rời khỏi nhà họ Phùng, Tần Lâm liền đi đến nhà dì hai, lâu rồi anh cũng chưa ghé, nên đã mua thêm ít đồ. Tiểu Lâm đến rồi à?
nhìn thấy dì hai chỉ có một mình, Tần Lâm có chút khó hiểu. Nguyệt Giao đâu ạ? Em con mua nhà mới rồi, đang bận trang trí, mỗi ngày đều phải đi trung tâm thương mại, mệt muốn chết. Tần Lâm mỉm cười, trang trí đúng là khiến người ta mệt mỏi, nhưng lại là kiểu vừa khổ vừa vui, tuy rất mệt nhưng lại có cảm giác phấn khích. Dì hai đang định lấy một ít trái cây cho Tần Lâm, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, Nguyệt Giao, có chuyện gì? Hả, đi cùng con à, mẹ không đi đâu, mệt muốn chết đi được, à đúng rồi, anh con đến nhà chơi này, để cho nó đi cùng con đi. Được được được, anh con có thể xách túi hộ đó, bây giờ mẹ sẽ bảo nó đến chỗ con. Nói xong vài câu, dì hai lập tức cúp máy. Tiểu Lâm à, Nguyệt Giao muốn đi xem đồ đạc, cháu đi cùng nó nhé, dì đi không nổi nữa rồi, sức khỏe của người trẻ tuổi thật tốt. Tần Lâm cười gượng, vâng, chuyện này cứ giao cho cháu. Chuyện khác không được chứ vấn đề thể lực thì không sao. Một lúc sau, Lâm Nguyệt Giao liền gửi định vị cho Tần Lâm, chẳng mấy chốc anh đã bắt xe đến đó. Ngay khi đến trung tâm thương mại, nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao đang ở cửa hàng nội thất. Anh đến rồi, mau đến đây xem chiếc sofa này như thế nào. Lâm Nguyệt Giao thích một chiếc sofa bằng gỗ nguyên khối, khung gỗ vô cùng chắc chắn. Bên ngoài bọc da đỏ có màu rượu vang, trông rất đẹp đẽ. Không tồi, chiếc sofa này đẹp đấy. Tần Lâm cũng rất thích. Lâm Nguyệt Giao cười phá lên, đúng không, em thấy chiếc sofa này cũng không tồi. Lâm Nguyệt Giao. Ngay khi cả hai đang mua sắm, đột nhiên có một giọng nói của phụ nữ vang lên, Lâm Nguyệt Giao liền quay đầu lại, nhất thời cau mày. Cung Na Na. Một người phụ nữ trạc tuổi Lâm Nguyệt Giao bước tới, trên người dát toàn đồ hiệu. Đi giày Gucci, tay cầm túi Hermes, trang sức sáng lấp lánh, làm cho người ta có cảm giác cao quý. Lâm Nguyệt Giao, lâu rồi không gặp, sau khi tốt nghiệp thì chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ. Bây giờ cô sống thế nào rồi? Cung Na Na tỏ vẻ đắc ý, lúc còn đi học cô và Lâm Nguyệt Giao không hợp tính nhau, thường xuyên đối đầu, người này coi thường người kia. Chủ yếu là Cung Na Na đố kỵ với nhan sắc của Lâm Nguyệt Giao. Lâm Nguyệt Giao có vẻ đẹp tự nhiên. Xinh đẹp không góc chết, một mỹ nữ chân dài điển hình, từ nhỏ đã là hoa khôi của trường. Còn Cung Na Na phải nhờ vào mỹ phẩm và quần áo mới miễn cưỡng được coi là ngang hàng với Lâm Nguyệt Giao. Có một lần, đám con trai bàn luận trên Zalo, nói nếu Cung Na Na mà tẩy trang đi thì chẳng thể so được với Lâm Nguyệt Giao. Sau đó có người chụp màn hình gửi lại cho Cung Na Na, Cung Na Na nhìn thấy những tin nhắn này. Không cảm thấy giận những người kia mà chỉ thấy đố kỵ với Lâm Nguyệt Giao hơn mà thôi. Hôm nay gặp lại Lâm Nguyệt Giao, Cung Na Na đột nhiên cảm thấy đắc ý. Đúng vậy, mặc dù cô ta không đẹp bằng Lâm Nguyệt Giao nhưng cô ta giàu hơn, mấy năm nay cô ta đầu tư kiếm được khá nhiều tiền, mặc dù không gửi tiết kiệm được nhiều nhưng đều đầu tư tiếp để sinh lời nhiều hơn. Bộ quần áo cô ta mặc toàn là hàng hiệu, đúng là vô cùng thời thượng, hơn nhiều so với bộ đồ khá bình thường của Lâm Nguyệt Giao. Bộ đồ thể thao mà Lâm Nguyệt Giao mặc là hàng hiệu, nhưng cũng không đáng bao nhiêu tiền, mỗi bộ tầm 1.000 là đắt. Mà đôi giày của cô ta cũng phải 7-8.000, đây mới là khoảng cách. Bộ đồ trên người cô ta tầm 10.000 tệ, Lâm Nguyệt Giao lấy cái gì để so sánh với cô ta chứ? Lâm Nguyệt Giao biết con người của Cung Na Na nên cũng chẳng thèm để ý đến cô ta, bèn nói. Cũng ổn. Cung Na Na cười, tôi biết, cũng bình thường thôi. Thời đại nào rồi mà con mang Nike nữa? Cung Na Na nhìn thấy đôi giày Nike của Lâm Nguyệt Giao thì bật cười. Lâm Nguyệt Giao ngây người, Nike thì làm sao? Đối với người bình thường, đôi giày Nike này cũng tốt lắm rồi, loại tốt một chút cũng phải trên 1.000 tệ, vậy mà Cung Na Na lại tỏ vẻ coi thường. Cung Na Na đắc ý nói. Không phải đấy chứ, cô nghĩ Nike là hàng hiệu cao cấp sao? Đó chỉ là đồ cho học sinh thôi. Bây giờ chúng ta đã đi làm có tiền rồi sao phải keo kiệt với bản thân như vậy chứ? Lâm Nguyệt Giao cúi đầu nhìn xuống đôi giày của Cung Na Na, là một đôi giày Gucci, giá cả vô cùng đắt đỏ. Cung Na Na không phải chê đôi giày Nike mà chỉ muốn mượn cớ khoe khoang bản thân mà thôi. Làm cho Lâm Nguyệt Giao cảm thấy giá trị quan của cô ta là người có tiền, đây mới là thứ đồ thật sự cô ta khoe khoang thật sự. Cô ta muốn cho người khác biết, ba từ xinh đẹp. Giàu có, tài giỏi đã ăn sâu vào trong xương cốt của cô ta chứ không phải giả vờ. Lâm Nguyệt Giao bất đắc dĩ lắc đầu, không cảm thấy mấy thứ đồ của cô ta đẹp, chẳng phải cứ đắt tiền là tốt, mà còn phải phù hợp nữa.
Con người của cô ta cũng bình thường thôi, cho dù có mặc quần cáo mấy chục nghìn thì vẫn không đẹp bằng Lâm Nguyệt Giao. Ha ha! Lâm Nguyệt Giao chẳng biết nói gì với Cung Na Na nên đành cười trừ. Cung Na Na hỏi, sao thế, xem đồ nội thất à? Mua nhà rồi sao? Lâm Nguyệt Giao gật đầu, đang tu sửa lại, định đi xem trước. Ồ, mua nhà ở đâu thế? Khu Đào Hoa, bất động sản Hà Thị. Cung Na Na chau mày, cũng có mắt nhìn đấy, chắc kiếm được bao nhiêu tiền là dồn hết vào căn nhà đấy hả? Nhà của bất động sản Hà Thị đương nhiên không thể chê được, giá cả cũng đắt, cho nên Cung Na Na không thể chế giễu được chỉ nói Lâm Nguyệt Giao dồn hết tiền vào căn nhà đó thôi. Cô ta cảm thấy nếu mua nhà của bất động sản Hà Thị thì Lâm Nguyệt Giao phải tiêu hết số tiền dành dụm bấy lâu nay. Bọn họ là bạn học đại học, Lâm Nguyệt Giao ra trường cùng lắm là làm bác sĩ chủ nhiệm, mỗi tháng 20.000. Chút tiền này làm sao mua được một cái nhà, còn phải thiếu nhiều lắm. Lâm Nguyệt Giao liếc mắt, cũng không lên tiếng, Cung Na Na chỉ muốn thể hiện bản thân, cô ấy chẳng thèm để ý. Xem thêm đồ của hiệu Norway này đi, đồ dùng của hãng này tốt lắm, tôi có quen ông chủ của bọn họ, nếu cô thích tôi có thể nói giúp cô để được giảm giá. Nhưng đồ dùng của bọn họ không rẻ, cho dù có giảm giá thì cô chưa chắc đã mua được. Cung Na Na nói vậy khiến Lâm Nguyệt Giao chau mày, coi thường người ta quá đáng rồi đấy. Đồ gia dụng thôi mà, có gì mà không mua được. Chiếc sofa này bao nhiêu tiền? Nhân viên vội tiến lên, thưa cô, chiếc sofa này là loại gỗ đẹp, nếu là loại dài 3 mét thì giá là 70.000. Hửm! Lâm Nguyệt Giao ngây người, hay thật, một cái ghế sofa mà 70.000. Nếu mua hết đồ gia dụng thì chẳng phải mất 700-800.000 tệ. Hơn nữa đây mới chỉ là đồ nội thất thôi, còn cả đồ điện, trang trí, đều phải cần tiền mà. Lâm Nguyệt Giao định bụng sửa sang căn nhà với giá 200.000 tệ, nhưng chiếc ghế sofa này đã vượt qua dự toán của cô ấy rồi. Thấy biểu hiện của Lâm Nguyệt Giao, Cung Na Na bật cười thành tiếng. Tôi đã nói rồi, sao cô có thể mua được chứ? Cho dù tôi có bảo người ta giảm giá thì chỉ còn 68.000, cô cũng chẳng mua nổi, cô sang bên chợ Kim Nguyên bên kia mà mua, bên đấy nhiều đồ gia dụng rẻ lắm. Lâm Nguyệt Giao cắn răng, thật sự rất muốn nói là tôi lấy chiếc sofa này, nhưng thấy giá cao quá lại không lỡ tiêu nhiều tiền như vậy. 70.000 có thể mua đồ gia dụng cho cả căn nhà rồi, không cần thiết phải lãng phí tiền như vậy. Lâm Nguyệt Giao vừa định nói không cần đâu thì Tần Lâm đột nhiên nói. Chiếc sofa này cũng được đấy, thích thì mua đi. Lâm Nguyệt Giao chau mày, trong lòng nghĩ ông anh này đúng là phiền phức, đương nhiên là cô ấy thích rồi, nhưng mà không mua được. Đắt quá. Nhưng trước mặt Cung Na Na lại ngại nói không mua được, chỉ có thể cười trừ. Ha ha, cứ xem tiếp đi. Cung Na Na cười, đúng đấy, xem tiếp đi, không phải khó xử đâu, 70.000 cũng phải bằng nửa năm tiền lương của cô, không tiêu pha gì cũng chưa chắc đã gom được nhiều tiền như vậy. Nhưng cuộc sống của mỗi người cũng khác nhau mà, tôi mua cái túi 20-30.000 là bình thường, đây chỉ là sự khác biệt của thái độ cuộc sống, thật ra không phải hết tiền mà là không nỡ tiêu phải không? Do không có cảm giác an toàn, không có sức mạnh, không giống tôi thấy thích là mua luôn, cảm giác này cô không hiểu được đâu. Cung Na Na hãnh diện nói, giống như cô ta là tỷ phú vậy. Lâm Nguyệt Giao liếc mắt, nhưng không nói gì. Cung Na Na khoe khoang quá mức, chỉ là mặc đồ hàng hiệu thôi mà, giống như đeo bám không tha cho cô ấy vậy. Bỏ đi, không cần đâu, tôi xem tiếp đã. Lâm Nguyệt Giao nhắm mắt nói cho xong việc. Tần Lâm lại kéo tay Lâm Nguyệt Giao lại, nói. Em thích thì mua đi, anh tặng em. Lâm Nguyệt Giao ngây người, lập tức nháy mắt ra hiệu. Anh bị điên à, mấy chục nghìn đấy. Lâm Nguyệt Giao khẽ nói. Tần Lâm cũng là bác sĩ, tự mở phòng khám thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Một năm 200-300.000 tệ là tốt lắm rồi, một chiếc sofa 70.000 bằng mấy tháng lương của Tần Lâm rồi. Tần Lâm chẳng thèm để ý, mua đồ nội thất thì phải mua đồ tốt một chút. Xem tiếp những đồ khác đi. Lâm Nguyệt Giao trợn trừng mắt, ra hiệu cho Tần Lâm, hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Đồ nội thất của Norway là hãng đắt tiền, đồ nội thất, sofa ở đây là rẻ nhất rồi, nếu mà mua hết tủ quần áo, giường, tủ sách, bàn trà, thì ít nhất cũng phải 1 triệu, hơn nữa giá cả đồ trang trí phòng lại càng đắt. Mặc dù mua trọn bộ thì đẹp nhưng mà đắt quá. Lâm Nguyệt Giao không chi trả nổi, vội kéo tay Tần Lâm. Anh đừng làm loạn nữa, mấy thứ đồ này đắt quá,
em không mua nổi. Cung Na Na lập tức thích thú. Ôi, cô có anh họ tỷ phú sao? Mau mua một cái cho tôi xem đi, hôm nay tôi muốn mở mang tầm mắt xem Lâm Nguyệt Giao có người anh họ tỷ phú này từ lúc nào đấy. Đương nhiên Cung Na Na không tin, Tần Lâm mặc một bộ đồ bình thường như thế này, vừa nhìn là biết thanh niên vừa tốt nghiệp ra trường đang đi kiếm tiền, hoàn toàn không giống với người giàu có, sao có thể mua được một bộ đồ nội thất 1 triệu chứ? Cô ta cảm thấy Tần Lâm đang chém gió, chỉ muốn khoe khoang trước mặt cô ta mà thôi, cho nên mới nói sằng nói bậy như vậy. Vẻ mặt Lâm Nguyệt Giao chó chút khó coi, giả vờ trước mặt Cung Na Na như vậy có vẻ không hay ho cho lắm. Được rồi, không mua nữa, tôi không mua nổi được chưa? Được rồi anh, chúng ta mau đi thôi. Cung Na Na cười lạnh, đừng như vậy, tôi muốn mở mang tầm mắt mà, không phải nói sẽ mua chọn bộ đồ nội thất sao? Bộ nội thất này tôi đã để ý từ trước rồi, nhưng nếu hai người muốn mua thì tôi không mua được rồi. Cung Na Na nói xong, nhân viên cũng cười. Đúng vậy, cô Cung Na Na đã đặt trước ở chỗ chúng tôi rồi, nhưng vẫn chưa thanh toán hết, nếu có người mua thì cô ấy sẽ không mua được. Chúng tôi chỉ có một bộ sofa chất liệu này này thôi, chỉ còn một bộ duy nhất là hàng giới hạn. Bây giờ Lâm Nguyệt Giao mới hiểu ra, thảo nào một mực bảo Lâm Nguyệt Giao mua, thì ra là lại muốn khoe khoang. Để Lâm Nguyệt Giao xem trước, sau khi phát hiện ra không mua nổi sẽ bảo nhân viên đến nói cho bọn họ biết là Cung Na Na đã đặt trước, như vậy là vả mặt thành công rồi. Vẻ mặt Lâm Nguyệt Giao trầm xuống, thực sự không muốn so sánh với cô ta, mà cũng không so được. Được rồi, cô mua đi, tôi không cần nữa. Chờ chút. Tần Lâm kéo Lâm Nguyệt Giao lại một lần nữa, hàng giới hạn phải không? Được, tôi rất thích, mua chọn bộ đi. Nói xong, Tần Lâm rút ra một tấm thẻ. Quẹt thẻ đi. Nhân viên ngây người, không ngờ Tần Lâm muốn quẹt thẻ thật, sao có thể chứ? Mua chọn bộ phải mất hơn 1 triệu đó, nhìn bộ dạng của anh không giống như người có thể mua được. Lâm Nguyệt Giao hoang mang. Anh không cần phải so đo với cô ta đâu. Cho dù Tần Lâm có 1 triệu thì cũng không cần phải phung phí chỉ vì muốn hơn thua với người ta. Tần Lâm cười nhạt, hơn thua. Cô ta đâu có xứng. Anh thật sự thấy bộ nội thất này đẹp, không phải em cũng thích hay sao? Lâm Nguyệt Giao ngây người, thích thì thích thật nhưng mà đắt quá. Nhân viên nhận lấy thẻ ngân hàng, chuẩn bị đi quẹt thẻ. Dù gì bán cho ai cũng là bán. Mặc dù Cung Na Na đã đặt trước nhưng chưa thanh toán hết, ai biết cuối cùng cô ta có mua hay không chứ, cho nên bán luôn vẫn có lợi hơn. Nhân viên cầm thẻ đi thẳng đến quầy thanh toán. Thưa anh, chọn bộ đồ nội thất của chúng tôi đã tính toán kỹ theo tiêu chuẩn giúp anh rồi, đến lúc đó có trục trặc gì sẽ bổ sung thêm, tổng cộng là 1.230.000. Vừa nghe thấy con số hơn 1 triệu, đến Cung Na Na cũng bĩu môi, đúng là đắt quá. Bộ đồ nội thất hơn 1 triệu. Gia đình bình thường làm sao có thể gánh được chứ? Một căn nhà phải mất bao nhiêu tiền đây? Nếu như thêm đồ điện nữa thì có khi trang trí và mua đồ trong nhà còn đắt hơn cả căn nhà đấy mất. Không phải gia đình bình thường nào cũng có thể chấp nhận mức giá này. Lâm Nguyệt Giao hít sâu một hơi, nghe thấy giá tiền suýt nữa thì ngất, bộ đồ nội thất hơn 1 triệu, căn nhà cô mua mới có hơn 1 triệu đó. Anh đừng làm loạn nữa, chúng ta đi thôi. Tần Lâm nói, ai làm loạn chứ, quẹt thẻ đi. Tần Lâm đưa thẻ cho nhân viên. Nhân viên nhận thẻ xong lập tức hớn hở. Vâng thưa anh, số điện thoại của anh là bao nhiêu để tôi giúp anh tích điểm. Thấy Tần Lâm mua thật, Cung Na Na chau mày, hừ lạnh. Giả vờ à, cẩn thận trong thẻ không có tiền đấy. Ha ha, định làm cái thẻ giả để đi lừa đảo à. Thật ra trong lòng Lâm Nguyệt Giao đang rất hồi hộp, anh họ nhiều tiền đến vậy sao? Nhưng những lời này đâu thể nói ra, Lâm Nguyệt Giao đành nói. Cô đừng có coi thường người khác, chỉ mỗi cô mua được, chúng tôi lại không mua được chắc. Cung Na Na hừ lạnh, cho dù hai người có mua được, nhưng mà phung phí quá rồi đấy, một bộ đồ nội thất mất hơn 1 triệu, vung tay hơi kinh đấy, nếu tôi gọi điện thoại cho chồng tôi bảo một tiếng, thì ít nhất cũng phải giảm được 10%. 10% nghe có vẻ ít nhưng 10% của 1 triệu thì cũng rẻ hơn được 100.000 đấy. 100.000 không phải là một con số nhỏ, cũng phải mua được bộ quần áo của Cung Na Na. Lâm Nguyệt Giao liếc mắt, không nói gì, hết cách, chồng người ta có quan hệ rộng, có thể giảm giá, bọn họ đâu có quan hệ rộng đâu, chỉ có thể mua giá đã định sẵn. Cung Na Na đột nhiên nói, sao thế, Lâm Nguyệt Giao, hay là tôi nói một câu giúp cô?
Lâm Nguyệt Giao hừ một tiếng, không cần. Cung Na Na cười lạnh, chỉ vì sĩ diện mà phải chịu khổ, tiêu uổng mất hơn 10.000, ha ha. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên nhân viên chạy đến trước mặt Tần Lâm, cúi người một góc đúng 90 độ, thái độ vô cùng cung kính. Xin lỗi anh, tôi vừa kiểm tra thẻ hội viên của anh, không cần phải giảm giá, thẻ hội viên của anh là thẻ chí tôn, ở trung tâm thương mại của chúng tôi sẽ được miễn phí toàn bộ. Đây là thẻ ngân hàng của anh, mời anh nhận lấy. Tần Lâm ngây người, được miễn phí toàn bộ, trung tâm thương mại này là... Ông chủ của chúng tôi họ Phùng, tên Phùng Vân Phi, chắc anh có quen chứ? Nhân viên giải thích, người có thể cầm được chiếc thẻ này chắc chắn là người quen của ông chủ, nếu không sao có thể được quyền lợi như vậy. Loại thẻ hội viên này đỉnh cao quá, chỉ cần số điện thoại là có thể mua sắm thoải mái trong phạm vi toàn quốc, chỉ cần là tài sản của Phùng Vân Phi thì đều được miễn phí toàn bộ. Cho dù là mua bất cứ thứ gì, bất cứ thời điểm nào. Quyền lợi của chiếc thẻ này quá nhiều, ngoài thành ý ra thì còn có một sự tin tưởng vô cùng lớn ở đây. Phùng Vân Phi cũng biết nhân vật như Tần Lâm không thiếu tiền, ông ấy làm như vậy chỉ vì muốn cho Tần Lâm thấy được thành ý của ông ta. Cung Na Na lập tức hoang mang, nghe thấy hai chữ miễn phí, cô ta vô cùng kinh ngạc. Miễn phí, tôi không nghe nhầm chứ? Hơn 1 triệu mà các người miễn phí cho bọn họ. Nhân viên gật đầu, không sai đâu cô. Cung Na Na tức giận nghiến răng nghiến lợi, tại sao anh ta có thể được miễn phí? Tôi cũng muốn miễn phí, cho tôi lấy một bộ đi. Nhân viên không biết nói gì hơn, cô nói đùa rồi, cô đâu phải hội viên chí tôn của chúng tôi, hơn nữa, bộ đồ nội thất này là hàng giới hạn, chỉ còn một bộ duy nhất thôi. Lời của nhân viên khiến Cung Na Na không còn gì để nói. Cái gì mà hội viên chí tôn chứ? Tôi thấy các người thông đồng với nhau diễn kịch trước mặt tôi đúng không? Làm gì có chuyện như thế chứ? Miễn phí toàn bộ những thứ trong trung tâm thương mại, ông chủ của các người dám làm ra loại thẻ đấy sao? Nhớ anh ta đến trung tâm thương mại mua hết thì sao? Chuyển hết cả trung tâm thương mại của các người đi thì sao? Ha ha, diễn kịch cũng không biết đường diễn, các người thật nực cười, anh ta cho cô bao nhiêu tiền để diễn với anh ta? 300 hay là 500? Cung Na Na định thần lại, không thể tin được, Tần Lâm sao lại có loại thẻ như thế chứ? Không thể có loại thẻ như vậy được, chẳng lẽ ông chủ của bọn họ bị điên, dám đưa cho người ta loại thẻ như vậy, chẳng phải đồng nghĩa với việc đưa một tấm thẻ không bao giờ hết cho người ta hay sao? Nhưng thực tế là chỉ có loại người như Cung Na Na mới có ý nghĩ như vậy thôi, Phùng Vân Phi là một ông chủ lớn, tầm nhìn đương nhiên không giống với loại phụ nữ nông cạn như cô ta. Ông ấy có thể đưa chiếc thẻ như vậy đương nhiên là không sợ Tần Lâm tiêu xài phung phí, mấy thứ đồ như vậy chỉ là vấn đề danh nghĩa mà thôi. Toàn là những người có tài sản hàng trăm triệu, đương nhiên chẳng quan tâm tới mấy thứ đồ như thế này, ai lại vì chút tiền này là tham mấy cái lợi nhỏ chứ? Đây chính là tầm nhìn và chiến lược. Tần Lâm có được quyền lợi như thế này cũng không có gì vui mừng, chỉ là có thêm thiện cảm với Phùng Vân Phi hơn thôi. Với số tài sản của anh, mua bao nhiêu chẳng được, tiền đối với Tần Lâm chỉ là một con số mà thôi. Nhưng suy nghĩ và tầm nhìn như vậy cả đời Cung Na Na cũng không thể hiểu được. Nhân viên cười lạnh, thưa cô nên chú ý lời nói của mình, chúng tôi không diễn kịch gì cả, anh này thật sự có thẻ chí tôn, mong cô đừng nghi ngờ công việc của tôi. Cung Na Na cười lạnh, thật sự có thẻ chí tôn. Cô có biết chồng tôi là giám đốc điều hành ở tập đoàn Phùng Thị không, sao tôi chưa nghe thấy thẻ chí tôn bao giờ? Chẳng lẽ người nhà của giám đốc điều hành như tôi lại không bằng một nhân viên như cô à? Nhân viên liếc mặt, có chút tức giận, coi thường nhân viên quá. Thưa cô, nếu cô có ý kiến gì về công việc của tôi, có thể khiếu nại với lãnh đạo, mong cô đừng la hét ở đây, ảnh hưởng đến những người khác. Cung Na Na trợn mắt, con nhân viên quèn cô vừa nói cái gì? Cô dám nói tôi la hét, cô đang bảo tôi không có học đúng không? Nhân viên im lặng không nói gì. Cung Na Na tức giận đến nỗi toàn thân run bần bật, nhân viên quèn như cô mà dám mắng tôi, cô muốn chết à? Nói rồi Cung Na Na định tiến lên đánh nhau. Chẳng lẽ cô ta không dám làm gì một nhân viên quèn sao? Nhưng mà dù gì cũng là địa bàn của người ta, cho dù là nhân viên cũng không được bắt nạt người ta chứ. Nhân viên vội hét lên, bảo vệ, mau đến đây. Bảo vệ ở đây có nghiệp vụ rất tốt, vừa nghe thấy có tiếng kêu liền lập tức xông vào. Ấn Cung Na Na xuống đất. Đầu Cung Na Na bị đập xuống đất,
một luồng khí nóng nghẹn trong cổ họng, quần áo cũng bị kéo hỏng, túi cũng bị đè bẹp, tóc rối bời, thảm hại không để đâu cho hết. Các người dám đánh tôi sẽ bảo chồng tôi đuổi việc các người. Bảo vệ cười lạnh, kiểu phụ nữ này bọn họ thấy nhiều rồi, chẳng có bản lĩnh gì chỉ dựa vào đàn ông xong đi làm loạn là giỏi. Mang ra ngoài trước đi. Mấy người bảo vệ mang Cung Na Na ra ngoài trung tâm thương mại, vứt cô ta ra ngoài. Cung Na Na ngã nhào ra đất, mắt nổ đom đóm. Mãi mới định thần lại được, Cung Na Na nghiến răng nghiến lợi, tức giận lôi điện thoại ra, gọi điện cho chồng. Điện thoại tút tút mấy tiếng, cuối cùng cũng bắt máy. Alo vợ à, không phải em đang đi mua sắm sao, sao lại gọi điện cho anh thế? Chồng ơi, em bị người ta đánh, anh mau đến đây báo thù cho em đi. Cái gì, ai to gán dám đánh bà xã của Cao Phi Tường chứ? Ở trung tâm thương mại Phùng Thị đây này, anh đến nhanh đi. Cao Phi Tường ở đầu dây bên kia vô cùng tức giận, trung tâm thương mại Phùng Thị. Không phải là trung tâm thương mại của bọn họ sao? Cao Phi Tường là giám đốc điều hành của tập đoàn Phùng Thị, vợ của anh ta bị đánh ở trung tâm thương mại dưới trướng công ty anh ta quản lý sao, đúng là láo quá. Vợ chờ anh chút, anh đến ngay đây. Nói xong, Cao Phi Tường lập tức ngắt máy, sau đó gọi điện cho người phụ trách trung tâm thương mại Phùng Thị. Lão Tôn, cậu làm ăn kiểu gì thế? Vợ tôi bị đánh ở trung tâm thương mại của các cậu đấy, các cậu còn không mau phái người đến xem thế nào đi. Quản lý Tôn ngây người, vội nói. Quản lý Cao, chắc chắn là chuyện hiểu nhầm, anh yên tâm, tôi lập tức phái người đi giải quyết. Quản lý Tôn lập tức nhấc máy bàn ở văn phòng lên gọi điện. Đội trưởng Mã, bảo vệ các anh làm trò gì vậy hả? Vợ của quản lý Cao bị đánh ở trung tâm thương mại của chúng ta đấy, đang ở cửa kìa, mau đi xem đi. Đội trưởng Mã ngây người, nói. Quản lý Tôn, anh nói là vợ của quản lý Cao sao, hình như là chúng tôi đánh. Rất ít khi xảy ra chuyện này ở trung tâm thương mại, cho nên vừa nói có người bị đánh thì chắc chắn chỉ có chuyện này. Chắc chắn Cung Na Na ở cửa chính là người phụ nữ đanh đá vừa bị bọn họ vứt ra ngoài. Quản lý Tôn ngây người, lập tức phẫn nộ. Hỗn láo, rõ ràng anh biết là vợ của quản lý Cao mà vẫn dám ra tay. Anh có muốn làm tiếp không hả? Đội trưởng Mã cũng rất vô tội, nói. Quản lý Tôn, tôi thật sự không muốn làm nữa, vì người kia tôi cũng không thể động vào được. Không đúng, không thể nói là không động vào mà phải nói là càng không thể động vào. Lời của đội trưởng Mã khiến quản lý Tôn chau mày, hừm. Người kia, anh nói rõ xem có chuyện gì nào. Đội trưởng Mã kể hết chuyện lúc nãy một lượt, thân phận của Tần Lâm, quan trọng là thẻ chí tôn của Tần Lâm. Quản lý Tôn lập tức kinh ngạc, thẻ chí tôn, anh chắc đó là thẻ chí tôn chứ? Số điện thoại của anh ta là bao nhiêu, để tôi kiểm tra. Thẻ chí tôn không phải là trò đùa, nếu người đó thật sự có thẻ chí tôn thì thân phận của người đó phải thực sự cao quý, chắc chắn không phải loại người mà quản lý quèn như bọn họ có thể động vào. Đội trưởng Mã lấy được số điện thoại của Tần Lâm ở chỗ nhân viên, rồi báo cáo lại. Quản lý Tôn kiểm tra sau đó hít một hơi sâu. Đúng thật là thẻ chí tôn. Thẻ chí tôn này khó nhận quá, tất cả các đơn hàng ở những nơi thuộc tập đoàn Phùng Thị đều được miễn phí. Sản nghiệp của tập đoàn Phùng Thị rất lớn, gần như trong ngành nào cũng có, thậm chí còn có liên quan đến cả bất động sản. Cũng có nghĩa là, nếu sản phẩm của tập đoàn Phùng Thị ra mắt thì Tần Lâm đi mua nhà không cần phải trả tiền. Đây là sự tin tưởng tuyệt đối của chủ tịch tập đoàn bọn họ. Phải có quan hệ như thế nào mới được tặng tấm thẻ chí tôn như vậy chứ? Năm đó chỉ nghe nói có chính sách viết trong hợp đồng của công ty, ai cũng biết nhưng chẳng ai đi quan tâm. Dù gì thứ đồ này chỉ là trò đùa, giả vờ vậy thôi, ai lại đi mở một tấm thẻ như thế bao giờ? Nhưng không ngờ nó lại có thật, tấm thẻ duy nhất đó được tặng cho Tần Lâm. Vị họ Tần này chắc chắn có ơn hoặc ân tình gì đó với Phùng Vân Phi rồi. Quản lý Tôn suy nghĩ một chút. Không được động vào chuyện này. Anh Tần này chắc chắn không thể đắc tội, người ta có thẻ chí tôn của tập đoàn, có quan hệ không tầm thường với chủ tịch của bọn họ, nếu anh ta dám dính vào chuyện này, chắc sẽ bị đuổi việc mất. Còn về bên quản lý Cao, anh ta cũng không muốn dây dưa, nhỡ xảy ra tai nạn gì anh ta cũng không thể đắc tội với quản lý Cao. Quản lý Tôn quyết định giả vờ biến mất. Tắt nguồn điện thoại, nói với thư ký tôi đi ra ngoài đây, nếu có ai tìm thì bảo tôi nghỉ phép rồi. Thư ký ngây người,
vội gật đầu, vâng thưa quản lý Tôn. Quản lý Tôn vào thang máy đi xuống bãi đỗ xe, sau khi lên xe liền lái xe đến khách sạn Ôn Tuyền ngâm nước nóng, trốn đến nơi vắng vẻ yên lặng. Đội trưởng Mã chờ một lúc lâu mà không nhận được điện thoại, không nhịn được gọi đến văn phòng của quản lý Tôn. Muốn hỏi xem rốt cuộc quản lý Tôn muốn làm gì, lúc trước vì không biết người kia là vợ của quản lý Cao nên anh ta mới đứng về phía Tần Lâm. Nhưng với tình hình bây giờ anh ta thực sự không biết làm thế nào mới đúng, hai bên đều là hai nhân vật mà anh ta không thể đắc tội được. Thư ký nghe máy, nói. Đội trưởng Mã phải không, quản lý Tôn nghỉ phép rồi. Quản lý Tôn cạn lời, nghỉ phép gì chứ, rõ ràng là muốn chạy trốn mà. Đội trưởng Mã tức muốn ói máu, quản lý Tôn là lãnh đạo trực tiếp của anh ta, không có lãnh đạo ở đây, anh ta cũng không biết làm sao. Đội trưởng Tôn nghĩ một lúc, cũng tắt nguồn máy luôn, châm một điếu thuốc rồi đi ra ngoài. Đội trưởng Mã nghỉ phép về nhà, chỉ còn một đám bảo vệ như rồng mất đầu, chẳng ai biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng đám bảo vệ này đúng kiểu chưa trải sự đời, cũng không biết Cung Na Na có thân phận gì, dù gì người vứt Cung Na Na ra ngoài chính là bọn họ, đừng hòng bọn họ cho vào lại lần nữa. Sau khi Cung Na Na gọi điện thoại xong, cứ đinh ninh chuyện này đã được giải quyết, lại đi vào trong trung tâm thương mại một lần nữa, chuẩn bị tìm Lâm Nguyệt Giao tính sổ. Nhưng vừa bước chân vào cửa đã bị chặn lại. Làm gì đấy, các người làm gì đấy? Chẳng lẽ quản lý của các người chưa nói cho các người cái gì à? Mấy người bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, không có. Có nói gì đâu, quản lý của chúng tôi làm gì có thời gian quan tâm tới cô. Cung Na Na tức muốn chết, gọi lại cho Cao Phi Tường một lần nữa. Chồng ơi, anh làm cái gì vậy, đám bảo vệ này chẳng tôn trọng em chút nào cả. Trước đây Cung Na Na đến những nơi thuộc tập đoàn Phùng Thị, chỉ cần nhắc đến chồng cô ta là người khác đều phải kính trọng cô ta. Nhưng lần này, đám bảo vệ não tàn này đến bây giờ vẫn không biết đến cô ta. Cao Phi Tường cũng ngây người, em chờ chút, để anh gọi điện cho bọn họ. Cao Phi Tường đang nghĩ, sao lão Tôn này lại làm việc thiếu chuyên nghiệp đến thế? Trước đây tìm anh ta có công việc đều xử lý khá nhanh, có rất nhiều chuyện được giải quyết ngay tại chỗ luôn. Cao Phi Tường cầm điện thoại lên gọi điện thoại không gọi được. Chào mày lại, gọi lại lẫn nữa vào số mày bàn. Là thư ký nghe máy. Là quản lý Cao phải không? Quản lý Tôn của chúng tôi đã nghỉ phép, có chuyện gì tôi có thể giúp anh chuyển lời cho anh ấy. Cao Phi Tường chau mày, nghỉ phép. Lão Tôn đang làm cái quái gì vậy? Lúc nào rồi mà còn nghỉ phép, cậu ta đang trốn tôi phải không? Thư ký đáp lại, quản lý Cao thật biết đùa, sao quản lý Tôn của chúng tôi lại trốn anh chứ? Anh ấy nghỉ phép thật rồi, nếu không anh cứ gọi cho anh ấy thử xem. Tôi gọi được cho cậu ta thì gọi máy bàn làm gì? Thôi bỏ qua, nói với thư ký như cô cũng không hiểu. Cao Phi Tường ngắt điện thoại, anh ta thực sự không hiểu, lão Tôn bị làm sao vậy, chạy trốn sao? Tần Lâm và Lâm Nguyệt Giao vẫn đang đi dạo, Lâm Nguyệt Giao có chút lo lắng. Anh, Cung Na Na sẽ không báo thù chúng ta đấy chứ? Hay là chúng ta đi thôi? Lâm Nguyệt Giao hiểu rõ con người Cung Na Na. Người phụ nữ này dù là chuyện nhỏ nhặt cũng sẽ báo thù, vô cùng nhỏ nhen, hơn nữa lòng đố kỵ cũng kinh khủng, vừa rồi lúc mua đồ nội thất còn muốn so bì với Lâm Nguyệt Giao nhưng lại không làm được. Trong lòng cô ta nhất định rất khó chịu, chắc chắn sẽ tìm cơ hội để báo thù, Lâm Nguyệt Giao hiểu cô ta quá mà. Tần Lâm cười, không sao, cô ta không to gan như vậy đâu, hơn nữa còn có bảo vệ ở đây cơ mà. Xung quanh có rất nhiều bảo vệ, Tần Lâm nói cũng có lý. Lâm Nguyệt Giao nhìn xung quanh, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Dù gì cũng không mất tiền, hai người chọn đồ nội thất xong rồi, chỉ còn đồ điện nữa thôi, mua sắm không cần nhìn giá đúng là rất thích. Sau khi Lâm Nguyệt Giao chọn xong đồ nội thất, hai người chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên có một chiếc BMW đỗ giữa cửa, một người đàn ông mặc vest bước xuống. Đây chính là Cao Phi Tường, chồng của Cung Na Na. Cao Phi Tường vừa xuống xe. Cung Na Na vui mừng khôn xiết, khuôn mặt hớn hở. Chồng, cuối cùng anh cũng đến rồi, em bị người ta bắt nạt sắp chết rồi đây này. Cung Na Na lập tức nhào vào lòng Cao Phi Tường, bắt đầu nhõng nhẽo, rơm rớm nước mắt, thấy vậy Cao Phi Tường vô cùng thương xót, giống như vợ bị người ta đánh vậy. Là tên nào không có mắt dám bắt nạt vợ tôi, muốn chết phải không? Cao Phi Tường nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung dữ, giống như hận không thể giết người.
Cung Na Na chỉ vào Lâm Nguyệt Giao, chính là cô ta, chồng. Là cô ta bắt nạt em. Cao Phi Tường trừng mắt, đi đến trước mặt Lâm Nguyệt Giao, định giáng một bạt tai vào mặt cô ấy. Người khác có thể không biết Cao Phi Tường là ai, trong mắt người ngoài Cao Phi Tường là con quỷ cuồng chiều vợ, nếu có người dám động vào Cung Na Na, anh ta sẽ hận không thể băm thây người kia ra. Hôm nay Cung Na Na bị bắt nạt trước mặt rất nhiều người, anh ta chắc chắn không chịu nổi. Cái tát này mà trúng vào mặt Lâm Nguyệt Giao thì có thể làm hỏng luôn cả nhan sắc của cô ấy nữa. Nhưng Cao Phi Tường vừa giơ tay lên thì Tần Lâm đã đạp một cái rồi. Bịch! Tốc độ của Tần Lâm vô cùng nhanh, lập tức khiến anh ta bắn ra ngoài như một viên đạn, nặng nề ngã xuống đất, lục phủ ngũ tạng cũng giống như bị vỡ nát vậy. Cao Phi Tường nằm dưới đất một lúc lâu mới đứng dậy. Thằng chó, anh dám đánh tôi, con mẹ nó anh biết tôi là ai không? Cao Phi Tường đứng dậy, mặc dù bị Tần Lâm đạp cho một cái nhưng không hề sợ hãi, đây chính là địa bàn của anh ta. Tần Lâm cười lạnh, anh là ai thì kệ anh mà còn động chân động tay nữa là tôi đánh anh tàn phế đấy. Nghe thấy Tần Lâm nói vậy, Cao Phi Tường nghiến răng nghiến lợi, nhìn bảo vệ ở xung quanh rồi nói. Con mẹ nó các cậu đứng đấy nhìn à, không biết tôi là ai sao, tôi là quản lý Cao ở tổng công ty. Quản lý Tôn của các người còn phải nghe lời tôi đấy. Còn không mau đến giúp tôi sao? Đám bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau, không ai ra tay cả, đội trưởng Mã không có ở đây, bọn họ biết ai là lãnh đạo chứ? Bọn họ chỉ biết vừa rồi bọn họ mới động tay động chân với Cung Na Na xong, nếu bây giờ quay ngược lại giúp Cung Na Na thì chưa chắc bọn họ đã có kết quả tốt. Cho nên bọn họ quyết định đứng im, giả ngu, hóng. Cao Phi Tường hét cả ngày trời. Đám bảo vệ vẫn đứng đó, anh ta lập tức ba máu sáu cơn quát mắng. Đám đần độn này, một lũ ăn hại, các người bị điếc hả? Được, các người không ra tay phải không, tôi sẽ đi gọi người. Trung tâm thương mại này dù sao cũng là trung tâm thương mại dưới trướng tập đoàn, anh ta là lãnh đạo của tổng công ty, ở đây chẳng có tác dụng gì, vậy nên Cao Phi Tường liền gọi điện thoại cho tổng công ty. Chẳng mấy chốc đội trưởng đội bảo vệ của tổng công ty đã nghe máy. Quản lý Cao, tôi là đội trưởng Hồ. Đội trưởng Hồ, lập tức gọi tất cả bảo vệ đến trung tâm thương mại trực thuộc tập đoàn cho tôi. Vâng. Lãnh đạo đã nói, đội trưởng đội bảo vệ đương nhiên phải nghe lệnh, ai biết được là chuyện công hay là chuyện tư. Những năm gần đây, đám quản lý cấp cao này đã dùng quyền lực làm chuyện tư nhiều rồi, đây là chuyện bình thường, chỉ cần chủ tịch không phát hiện ra là được. Mà cho dù có bị chủ tịch phát hiện thì cũng chẳng có vấn đề gì. Thế này đã là gì chứ? Chủ tịch nhất định sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua thôi. Cúp máy xong, Cao Phi Tường chỉ vào Tần Lâm mà nói. Mẹ kiếp, anh đợi đấy, hôm nay tôi sẽ giúp anh nhớ lâu một chút. Cung Na Na cũng nghiến răng nghiến lợi, hôm nay thực sự là ngày chật vật nhất của cô ta từ trước đến nay, cô ta chưa bao giờ khổ sở đến vậy. Cung Na Na nghiến răng chỉ vào Lâm Nguyệt Giao và Tần Lâm, chẳng phải hai người lợi hại lắm sao? Có giỏi thì gọi người đến đây đi. Sắc mặt Lâm Nguyệt Giao có hơi khó coi, nói nhỏ với Tần Lâm. Anh họ, hay là chúng ta đi đi, bây giờ chúng ta đi thì sẽ không có ai chặn được chúng ta. Lâm Nguyệt Giao vẫn khá bảo thủ, cô ấy hy vọng không xảy ra mâu thuẫn, nếu như đối phương gọi người đến thì đến lúc đó bọn họ không chạy nổi. Tần Lâm cười khẩy, đi, không cần đi, gọi người đến sao, anh cũng gọi người đến, xem ai sợ ai. Chúng tôi mà phải sợ á, mấy người nghĩ Cao Phi Tường tôi là ai? Được, anh gọi người đến đi, tôi muốn xem anh gọi được ai đến. Sắc mặt Tần Lâm đầy vẻ khinh thường, nếu đã vậy thì tôi sẽ gọi người đến. Nói xong, Tần Lâm lấy điện thoại ra gọi cho người kia. Alo, Tần Đại Sư à, tôi là Phùng Vân Phi. Ha ha, Chủ tịch Phùng à, làm phiền rồi, hiện nay tôi đang ở trung tập thương mại của công ty ông, bị bảo vệ vây lại. Bọn họ muốn gọi tôi gọi người đến, tôi cũng chẳng quen ai cả, chỉ quen mỗi ông. Sắc mặt Phùng Vân Phi đột nhiên thay đổi, ngượng ngùng cười mấy tiếng. Là do tôi quản giáo không nghiêm, xin Tần Đại Sư chờ chút, tôi sẽ đi ngay. Mặc dù trong điện thoại nói bình tĩnh vậy, nhưng rõ ràng Phùng Vân Phi nổi giận rồi. Dám đắc tội Tần Lâm, muốn chết à? Đám bảo vệ kia nghe lệnh ai vậy, dám bao vây cậu Tần sao? Phùng Vân Phi lên xe. Lập tức gọi điện cho quản lý Tôn, thư ký nghe máy xong liền khách sáo tìm lý do thoái thác. Xin chào, quản lý Tôn xin nghỉ rồi ạ,
xin hỏi ông là ai ạ? Xin nghỉ, ai cho phép ông ta nghỉ? Tôi là Phùng Vân Phi. Nghe thấy ba chữ Phùng Vân Phi, nữ thư ký run lẩy bẩy, suýt ngồi sụp xuống đất. Chủ tịch Phùng, là chủ tịch Phùng sao? Quản lý Tôn đi đâu rồi? Cái này, trước chủ tịch Phùng, thư ký không dám nói dối, vội vàng thành thật trả lời. Chủ tịch Phùng, hôm nay quản lý cao của tổng công ty có mâu thuẫn với hội viên thẻ Chí Tôn, quản lý Tôn không muốn đắc tội cả hai nên tắt máy xin nghỉ. Phùng Vân Phi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, chuyển lời cho quản lý Tôn, tự mình đến gặp tôi xin nghỉ đi. Hừ, nói xong ông ấy liền cúp máy. Nữ thư ký sững sờ, sắc mặt trở nên khó coi, xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Cao Phi Tường nghe thấy Tần Lâm gọi điện thoại liền cười khẩy. Sao vậy, gọi cho ai thế? Là người thân hay bạn bè? Bảo bọn họ giúp anh báo cảnh sát à? Theo như Cao Phi Tường thấy, loại người như Tần Lâm chẳng có bạn bè nào được việc, chẳng nhẽ liên lạc với quản lý cấp cao của công ty bọn họ chắc. Trong tập đoàn Phùng Thị này, Cao Phi Tường có địa vị số 1, hôm nay cho dù có tìm được người đến, Cao Phi Tường cũng sẽ không nể nang gì. Dám động vào vợ anh ta sao có thể nhịn? Chẳng mấy chốc, bảo vệ đã đến đông đủ, mười mấy người bao vây Tần Lâm và Lâm Nguyệt Giao. Quản lý Cao, có gì cần chỉ thị ạ? Quản lý Cao nói, đôi cẩu nam nữ này đánh vợ tôi, mấy người nói xem nên xử lý thế nào. Mấy bảo vệ sững sờ, thầm nghĩ hai người này điên à, dám động vào vợ của quản lý Cao. Quản lý Cao là tên cuồng vợ, ngày thường thương vợ muốn chết, cô ta chỉ mất có sợi tóc thôi mà anh ta cũng phải suy nghĩ rất lâu, vậy mà có người dám ra tay với vợ anh ta, đúng là muốn chết. Quản lý Cao, anh nói đi, anh bảo chúng tôi nên xử lý thế nào thì chúng tôi sẽ xử lý thế ấy. Đám bảo vệ này có thể nhìn ra được, hôm nay chắc phải ra tay rồi, hai người này dám đắc tội quản lý Cao, mặc dù là chuyện riêng, nhưng dù sao cũng là lãnh đạo của bọn họ, yêu cầu của lãnh đạo thì bọn họ sao từ chối nổi. Quản lý Cao lạnh lùng hừ một tiếng, tôi thấy hai người này cứng miệng lắm, tát cho họ mấy cái đi, mỗi người tát 100 cái, tát đi cho tôi. Được rồi. Đội trưởng đội bảo vệ nghe thấy tin này lập tức xông lên, đám người này là bảo vệ của tổng công ty. Có thể nói tố chất cơ thể của họ tốt hơn bảo vệ trung tâm thương mại nhiều. Có điều Tần Lâm đứng trước mặt Lâm Nguyệt Giao không hề sợ hãi, anh vẫn rất bình tĩnh, mấy bảo vệ này với người thường mà nói thì vô cùng lợi hại. Nhưng với Tần Lâm mà nói thì anh như sinh viên đại học bị một đám mầm non vây lại thôi. Đông người cũng chẳng có tích sự gì. Khi bọn họ đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên một chiếc xe dừng lại ở cổng, đó là một chiếc Rolls Royce. Nhìn thấy chiếc xe này tất cả mọi người đều dừng lại, đặc biệt là mấy bảo vệ. Bởi vì bọn họ biết đây là xe của chủ tịch Phùng Vân Phi. Mỗi ngày Phùng Vân Phi đều đi đến tổng công ty, là bảo vệ của công ty sao không nhận ra xe của chủ tịch chứ? Hôm nay chủ tịch Phùng sao lại đến vậy? Cao Phi Tường cũng sững sờ, không ngờ xe của chủ tịch lại xuất hiện ở đây. Trung tâm thương mại có quy mô thế này, Phùng Vân Phi có đến mấy cái ở Đông Hải. Ông ấy không thể nào tự nhiên chạy đến đây được. Cao Phi Tường vội vàng dừng chuyện này lại, cung kính đứng một bên, khi chiếc xe dừng hẳn, vội vàng tiến lên mở cửa xe. Phùng Vân Phi xuống xe, sắc mặt âm trầm. Nhìn thấy Cao Phi Tường, ông ấy liền không kìm được mà nổi giận. Quản lý Cao, tại sao cậu lại ở đây? Nghe thấy giọng điệu này Cao Phi Tường nghĩ thầm, bỏ mẹ rồi, anh ta biết chắc có chuyện không hay rồi. Chủ tịch Phùng hôm nay tự nhiên xông đến chỗ anh ta, giọng điệu khó chịu. Cao Phi Tường không dám giấu giếm, chủ tịch Phùng, tôi đến xử lý việc riêng. Phùng Vân Phi lạnh lùng hừ một tiếng, xử lý việc riêng. Xử lý việc riêng mà có thể tự ý điều động bảo vệ của tổng công ty à? Cái này, chủ tịch Phùng, tôi biết lỗi rồi. Phùng Vân Phi nhìn thấy đội trưởng đội bảo vệ, lạnh lùng nói. Trong thời gian làm việc, mà mấy người dám đến đây đánh nhau sao? Công ty xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mấy người làm thế nào? Đám bảo vệ cúi đầu, không dám nói gì. Phùng Vân Phi lạnh lùng hừ một tiếng, hôm nay mấy người hay thật, điều động bảo vệ công ty đến đối phó với ân nhân cứu mạng của tôi. Họ Cao kia, anh không muốn làm công việc này nữa phải không? Sắc mặt Cao Phi Tường lập tức thay đổi. Chủ tịch Phùng, ông nói gì vậy, tôi không hiểu. Cao Phi Tường mặt xám như cho. Vốn cho rằng Phùng Vân Phi tiện đường đi qua, kết quả không ngờ chủ tịch Phùng là đến vì Tần Lâm sao.
Tần Lâm này là ân nhân cứu mạng của chủ tịch Phùng sao? Phùng Vân Phi lạnh lùng nói, tôi đã đưa thẻ chí tôn cho cậu Tần rồi, cậu đừng có nói không biết. Mặt Cao Phi Tường biến sắc, cái gì? Thẻ chí tôn, chủ tịch Phùng, cái này tôi thật sự không biết. Cung Na Na lúc này mới nhớ ra rồi nói, chồng, đúng rồi, anh ta có thẻ chí tôn gì đó, vừa nãy em quên không nói với anh, có điều chỉ là thẻ hội viên thôi mà, em cũng chưa bao giờ nghe nói đến, nhất định là giả. Cao Phi Tường nghe thấy lời này, lập tức nổi giận đùng đùng, quay đầu tát cho Cung Na Na một cái. Bốp! Mẹ kiếp, sao cô không nói từ trước? Cô muốn hại chết tôi à? Cái tát này của Cao Phi Tường đáp thẳng lên mặt Cung Na Na, khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Cao Phi Tường nổi tiếng là tên cuồng vợ, không ngờ lại đánh vợ trước mặt mọi người. Có thể thấy hôm nay thực sự gặp phiền phức rồi. Trong lòng Cung Na Na buồn bực đến cực điểm, cô ta ôm mặt, trợn to mắt, không dám tin vào mắt mình. Họ Cao kia, anh đánh tôi, anh dám đánh tôi. Cao Phi Tường tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, đánh cô là còn nhẹ đó. Mau xin lỗi anh Tần. Cao Phi Tường trợn trừng mắt, nắm chặt nắm đấm. Nếu như anh ta biết trước Tần Lâm có thẻ chí tôn thì sao anh ta dám chọc vào Tần Lâm chứ? Anh ta là quản lý cấp cao của công ty, anh ta biết người sở hữu tấm thẻ chí tôn này chính là người có công ơn to lớn với chủ tịch. Nói cách khác, người có thẻ chí tôn trong tay có địa vị chẳng khác gì Phùng Vân Phi cả. Đắc tội Tần Lâm còn nghiêm trọng hơn đắc tội chủ tịch, công việc thu nhập cả triệu hàng năm của anh ta mà không còn thì anh ta sống bằng cái gì? Mặc dù anh ta yêu chiều vợ thật đấy, nhưng đối mặt với tình hình sự nghiệp sắp mất thì anh ta vẫn biết cái nào hơn cái nào. Nhìn thấy Cao Phi Tường thực sự nổi giận, Cung Na Na không dám gây chuyện nữa, cô ta biết hôm nay thực sự xảy ra chuyện rồi. Cô ta đi đến trước mặt Tần Lâm, cúi đầu, buồn bực nói. Xin lỗi. Hôm nay tôi sai rồi, đã đắc tội với anh rồi. Tần Lâm lạnh lùng nói, cô xin lỗi em họ tôi đi. Cung Na Na nghiến chặt răng, đi đến trước mặt Lâm Nguyệt Giao, trong lòng buồn bực muốn chết, cô ta đỏ bừng mặt cảm giác không đất dung thân. Nguyệt Giao, xin lỗi, dù sao cũng là bạn học, mong cô không tính toán với tôi. Cung Na Na thực sự muốn tìm cái lỗ nào để chui vào. 10 phút trước, cô ta còn chẳng kiêng dè gì mà châm chọc Lâm Nguyệt Giao. Bảo cô ấy sống không tốt, kết quả bây giờ, cô ta phải cúi đầu xin lỗi Lâm Nguyệt Giao, mềm mỏng cầu xin cô ấy tha cho mình. Lâm Nguyệt Giao mềm lòng, thấy cảnh này liền nhíu mày nói. Được rồi, không sao đâu. Chúng ta đi thôi. Tần Lâm gật đầu, chào hỏi Phùng Vân Phi sau đó hai người rời đi. Sau khi lên xe, Lâm Nguyệt Giao nói. Anh họ, anh trở thành hội viên chí tôn lúc nào thế? Sao này quen được ông chủ lớn này vậy? Tần Lâm cười nói, người bệnh của anh mà. Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, gật đầu. Mặc dù đều là bác sĩ nhưng Lâm Nguyệt Giao biết Tần Lâm quen mấy người này đều thông qua công việc. Nhưng cô ta vẫn luôn cho rằng Tần Lâm có phương pháp khác. Nếu không, cô ấy cũng là bác sĩ, sao cô ấy không quen được mấy người có máu mặt như thế chứ? Y thuật của anh họ cũng đâu có cao siêu gì. Trong mắt Lâm Nguyệt Giao, y thuật của Tần Lâm cũng lắm chỉ tương đương với cô ấy thôi. Thậm chí Lâm Nguyệt Giao còn hơn anh một bậc, đáng nhẽ mối quan hệ xã hội của hai người phải như nhau chứ. Chắc nhẽ anh họ có cửa khác. Về nhà kể lại chuyện này một lần, dì hai cũng nhìn Tần Lâm bằng con mắt khác. Tiểu Tần bây giờ lợi hại thật, có bản lĩnh ghê, Nguyệt Giao cũng phải học tập anh họ con đi, cùng là bác sĩ, con xem anh họ con giỏi hơn con bao nhiêu. Lâm Nguyệt Giao liếc mắt, con biết rồi. Mặc dù cô ấy không phục nhưng cũng rất cảm kích Tần Lâm. Nếu như không có Tần Lâm, cả đời này cô ấy cũng không mua nổi món đồ nội thất hơn triệu. Con xuống bếp đây. Để cảm ơn Tần Lâm, Lâm Nguyệt Giao lần đầu tiên xuống bếp, Đường Mẫn cũng rảnh rỗi. Bà ấy ngồi xuống, nghe điện thoại, là công ty gọi đến. Từ khi Đường Mẫn khôi phục thân phận nhị tiểu thư nhà họ Đường, thì bà ấy đã trở thành một bà chủ nhỏ, trong tay có công ty nhỏ. Đường Mẫn mặc dù không trực tiếp nhúng tay vào việc kinh doanh nhưng có người quản lý làm khá tốt. Sau khi nghe điện thoại, Đường Mẫn nói mấy câu, sắc mặt hơi khó coi, sau đó liền cúp máy. Dì hai, có chuyện gì vậy ạ? Đường Mẫn thở dài nói. Công ty nhỏ của dì kinh doanh thực phẩm, khi Đường Thiên Hào cho dì công ty này có hẳn một đội ngũ hoàn chỉnh, có tổng giám đốc, không cần dì quản lý, dì chỉ cần đợi cuối năm thu tiền là được. Tần Lâm gật đầu, cái này anh cũng biết,
đây là kết quả đổi được khi lúc trước xử lý Đường Thiên Hào. Dì hai nhiều năm như vậy không động đến mấy thứ này, bà ấy đương nhiên không hiểu chuyện làm ăn, vậy nên công ty nhất định phải có người quản lý. Để dì hai ngồi không thu tiền là đơn giản nhất. Nhưng tình huống lần này của công ty khá đặc biệt, đội ngũ ban đầu rời đi, nhân vật chủ chốt của công ty cũng đi mất 5 người. 5 người này là 5 người đầu tiên lúc công ty mới mở, có thể nói là những người trẻ tuổi mà Đường Thiên Hào nâng đỡ, sáng lập công ty đến quy mô như này đương nhiên không dễ dàng gì, nếu tiếp tục phát triển tiếp thì rất có tiền đồ. 5 người này không biết vì lý do gì mà đột nhiên từ chức. Bà chủ đổi thành người khác thì không sao nhưng năm quản lý chủ chốt mà rời cương vị thì công ty sẽ phải dừng hoạt động do không ai chỉ huy. Tần Lâm nhíu mày, nghe thấy tin này cảm thấy hơi kỳ quặc. Dì hai, đám người này bỏ việc chắc có ý kiến riêng của mình, bọn họ có sự nghiệp riêng sao? Đường Mẫn lắc đầu, dì cũng không biết, có dù có sự nghiệp riêng thì sao chứ, công ty do một tay họ dựng lên, nên bọn họ rất yêu quý công ty, sao có thể nói đi là đi được. Dì nghĩ là do Đường Thiên Hào làm. Tần Lâm nhíu mày, nếu như thực sự là do Đường Thiên Hào làm thì cháu sẽ xử lý ông ta. Lúc trước Tần Lâm đã đánh gãy hai cái chân của Đường Thiên Hào, khiến nhà họ Đường phục hoàn toàn nên bọn họ mới đưa sản nghiệp cho dì hai. Đến nay biệt tích lâu như vậy, nhà họ Đường có vẻ như thực sự có ý xấu. Dì hai, cháu đi với dì một chuyến đến công ty xem sao. Đi thôi. Đường Mẫn đi ra khỏi nhà với Tần Lâm, hai người cùng đến công ty thực phẩm Đường Thị. Công ty này có quy mô khá lớn ở Đông Hải, làm nhiều loại thực phẩm, mấy gói snack trong siêu thị cũng là do nhà họ Đường cung ứng. Mặc dù lãi ít nhưng lượng tiêu thụ lớn, vậy nên về tổng thể mà nói thì công ty vẫn có lợi nhuận rất lớn. Đi đến cổng nhìn thấy Đường Mẫn, bảo vệ dưới lầu tỏ ra uể oải. Tổng giám đốc Đường đến rồi, bà muốn lên lầu đúng không? Tần Lâm nhíu mày, có chút không vui. Anh có thái độ gì thế, nhìn thấy bà chủ công ty sao lại lười biếng vậy? Bảo vệ không hề quan tâm, khinh bỉ nói. Còn bà chủ gì nữa, công ty sắp phá sản rồi. Sắc mặt của Đường Mẫn lập tức trở nên khó coi, tất cả mọi người đều biết chuyện nhân viên quan trọng của công ty rời đi. Bọn họ ai cũng biết, lớp quản lý chủ chốt này mà đi thì công ty này chỉ có phá sản, đã dừng hoạt động 2 ngày rồi. Điện thoại khiếu nại, điện thoại của công ty trên, công ty dưới, điện thoại dục trả nợ tất cả đều dồn dập gọi đến. Thư ký chăm sóc khách hàng thẳng thừng giật đứt dây điện thoại, không thể nào nghe được, có nghe cũng không biết nói gì. Đường Mẫn nghiến răng, cũng không tính toán với tên bảo vệ, lập tức cùng Tần Lâm vào trong công ty. Lúc vào trong công ty, vẫn còn một số người đang ngồi ở vị trí của mình. Nhưng chỉ ngồi đó chứ không làm việc, người thì chơi bài, người thì buôn chuyện. Sàn phòng làm việc toàn vỏ hạt dưa, vô cùng bừa bãi. Đường Mẫn tức giận nói, làm cái gì thế hả? Thời gian làm việc mà các người như này à? Đám nhân viên này thấy Đường Mẫn cũng ý tứ hơn chút, dù gì đây cũng là chủ tịch của công ty. Một phó giám đốc nói, chủ tịch Đường, bây giờ chúng tôi đang đợi trả tiền lương tháng này bao giờ mới trả vậy? Đường Mẫn cuộn chặt nắm đấm, chẳng trách đám người này vẫn ngồi đây. Thì ra là đợi trả tiền lương rồi mới giải tán. Bà ấy nói, các người yên tâm, tôi chắc chắn sẽ trả tiền lương, công ty cũng sẽ hoạt động bình thường, tất cả vào phòng họp. Nói xong Đường Mẫn đi thẳng vào phòng họp. Mặc dù bà ấy là chỉ là người phụ nữ yếu ớt, làm công việc nội trợ mấy chục năm rồi, nhưng dù sao cũng là nhị tiểu thư nhà họ Đường, năm đó cũng từng giàu có, xử lý chuyện này cũng không quá khó khăn. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Cho dù thế nào thì vẫn chưa trả tiền lương, mọi người vẫn phải nghe theo lời dặn dò của sếp. Vào trong phòng họp, Đường Mẫn ngồi ở ghế chủ tịch, nói với mọi người. Mọi người cũng biết, tổng giám đốc cùng với vài người đã nghỉ việc, sự rời đi của họ có ảnh hưởng nhất định đến công ty. Có điều mọi người yên tâm, công ty vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, sẽ không xảy ra bất kỳ nguy cơ nào, mọi người cũng sẽ nhận được tiền lương. Đường Mẫn nói một đống lý do. Rõ ràng mọi người đều nghe không lọt tai, cách làm củng cố lòng quân này hình như không hữu ích cho lắm. Nhìn thấy bộ dạng thầm thì to nhỏ ở bên dưới, Đường Mẫn không nói tiếp được. Đúng lúc này, bốn người đàn ông từ bên ngoài vào, họ vừa vào liền giận dữ nói. Đường nhị tiểu thư, công ty này để cô điều hành thế nào mà lại thành ra như này hả? Lúc đầu khi công ty còn trong tay Thiên Hào, chưa từng xảy ra chuyện thế này. Đường Mẫn cau mày.
đám người này là cổ đông cũng là một trong những ông chủ của công ty. Công ty bây giờ muốn mở rộng quy mô chắc chắn không chỉ dừng lại ở một người chủ, chỉ khi liên tục có người trở thành cổ đông thì công ty mới ngày càng lớn mạnh. Đám người này đều có địa vị và chức vụ cao trong công ty, hơn nữa rất có uy quyền. Bốn người vừa vào, phòng họp lập tức im lặng, rõ ràng họ có quyền uy hơn Đường Mẫn nhiều. Đường Mẫn nói, đội ngũ nòng cốt nghỉ việc thực sự là vấn đề nghiêm trọng, bây giờ nên chọn lại một vị tổng giám đốc, trong lúc lâm nguy ai có thể nhận nhiệm vụ lớn này. Tất cả mọi người bên dưới im lặng như tờ. Đường Mẫn cau mày, chẳng phải ngày thường các người đòi tăng lương thăng chức sao, bây giờ có cơ hội này sao không ai đứng lên. Tất cả cúi gằm mặt không nói năng gì, lúc lâm nguy nhận nhiệm vụ kiểu này không giống với tăng lương thăng chức. Đội ngũ nòng cốt đã không còn nữa, không ai làm được công việc của tổng giám đốc, một người phải lo cho 5 người, mặc dù thăng chức tăng lương rất hấp dẫn, nhưng không phải ai cũng có thể làm được, đám người ngồi đây đều biết tự lượng sức mình. Vài cổ đông nói, chủ tịch Đường, bà cũng không cần làm khó mọi người như vậy, với tình huống như bây giờ hoàn toàn không có ai dám nhận đâu, công ty có thể phải đối mặt với sự sụp đổ, tất cả những vấn đề này đều do bà. Đường Mẫn sững sờ, cau mày lại. Lỗi của tôi, sao lại là lỗi của tôi chứ? Cổ đông cười khẩy, lẽ nào không phải lỗi của bà sao, công ty đã hoạt động một khoảng thời gian dài, bà ngồi chỉ tay năm ngón cũng lâu rồi đấy nhỉ? Trước giờ bà chưa từng điều hành. Thân là người đứng đầu công ty, lẽ nào bà không nên chịu trách nhiệm chính sao? Đường Mẫn nhíu mày, nói như thế thực sự không sai, bà thở dài nói. Đúng là tôi có trách nhiệm trong chuyện này, tôi thừa nhận. Đương nhiên Đường Mẫn chỉ là khiêm tốn mà thôi, thực ra chuyện này không hề liên quan đến bà ấy. Dù gì lúc tiếp nhận công việc bà ấy không phải người quản lý, chỉ là cổ đông lớn nhất mà thôi. Người chủ chưa chắc là người quản lý. Bây giờ công ty xảy ra vấn đề này chắc chắn là do người quản lý tắc trách. Có điều Đường Mẫn là bà chủ, lúc này đùn đẩy trách nhiệm không có tác dụng. Vậy mọi người cùng nhau nghĩ cách đi. Có một cổ đông đứng dậy nói, cách giải quyết chính là để ông chủ Đường thu mua cổ phần của chúng ta. Đường Mẫn sững sờ, lập tức cau mày lại. Phó Tổng Giám Đốc Vương, anh có ý gì? Phó Tổng Giám Đốc Vương cười nhạt, ý của tôi chắc bà cũng rõ mà đúng không? Đường Mẫn nheo mắt, anh muốn rút vốn cổ đông sao? Không sai, công ty đã thế này rồi đương nhiên phải rút vốn, tiền của tôi không thể đập ở đây tốn công vô ích được. Đường Mẫn tức giận đứng phắt dậy, anh có lầm không vậy? Bây giờ công ty đang gặp khó khăn mà anh lại muốn rút vốn cổ đông. Ngoài Phó Tổng Giám Đốc Phương ra, những người khác cũng đứng dậy. Chủ tịch Đường, chúng tôi cũng muốn rút vốn. Không sai. Tiền của chúng tôi đều là tiền mồ hôi xương máu, không giống như bà là thiên kim đại tiểu thư được gia đình chu cấp, đương nhiên không để tâm đến số tiền còn con này rồi. Đúng thế, hơn nữa công ty xảy ra vấn đề cũng không phải là lỗi của chúng tôi, không nên bắt chúng tôi chịu trách nhiệm. Nghe thấy những lời nói này, Đường Mẫn thấy thất vọng tràn trề, ban đầu khi bà tiếp nhận công ty này, công ty đang phát triển thịnh vượng. Đổi chủ mới, bà có quyền thu hồi cổ phần của những người này. Nhưng lúc đó Đường Mẫn không làm như vậy, niệm tình đám người này là nhân viên cũ nên bà đã không cướp đi kế sinh nhai của họ rồi đuổi họ đi. Chính vì thế mà sau khi Đường Mẫn tiếp nhận công ty, đám người này đã kiếm được món tiền lớn. Kết quả bây giờ công ty gặp nạn, họ lại muốn rút vốn. Đúng là không biết xấu hổ. Đường Mẫn tức giận đến mức run người, những nhân viên khác cũng không dám lên tiếng, lúc này mọi người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Sẽ không ai nghĩ cho công ty, cho dù là nơi họ đã phấn đấu nhiều năm. Thấy được bộ mặt của đám cổ đông này, Đường Mẫn hít sâu một hơi, bà ấy nói. Bây giờ là lúc công ty khó khăn nhất, các người không thể. Bà ấy còn chưa nói xong, Tần Lâm đã ngăn lại. Anh biết gì hay định nói gì, lúc này nói mềm mỏng không có ích gì, chẳng thể níu kéo đám người không có lương tâm đó. Tần Lâm đứng bên cạnh Đường Mẫn. Nhìn đám cổ đông đứng dậy đó, anh nói với vẻ mặt chế giễu. Rút vốn cổ phần đúng không? Theo quy định của công ty, lấy 50% giá thị trường để thu hồi lại quyền cổ đông, các người có đồng ý không? Đám cổ đông lập tức gật đầu. Đồng ý, đương nhiên là đồng ý, tại sao không đồng ý chứ? Bây giờ công ty đã ra nông nỗi nào rồi chứ? Đừng nói 50%, cho dù là 30% bọn họ sẽ cũng đồng ý.
Một khi công ty phá sản, bọn họ sẽ mất sạch số cổ phần này, một đồng cũng không lấy được. Hôm nay bọn họ gây sự với Đường Mẫn trong cuộc họp hội đồng quản trị là muốn đòi lại chút tiền. Có thể lấy lại được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, kịp thời hành động mới là người thông minh. Tầm Lâm cười mỉa mai, được, nếu các người đều đồng ý, vậy thì bây giờ ký hợp đồng đi, hy vọng sau này các người không hối hận. Phó Tổng Giám Đốc Phương cười khẩy, hối hận, còn lâu chúng tôi mới hối hận, có thể dùng quyền sở hữu cổ phiếu để đổi lại chút tiền là tốt lắm rồi, chúng tôi biết rõ công ty này chẳng còn bao nhiêu tiền. Mấy tên cổ đông đã chuẩn bị hợp đồng sẵn rồi, lập tức lấy ra ký tên đóng dấu vân tay luôn. Đám nhân viên bên dưới thấy thế cũng bắt đầu lung lay. Số tiền vốn của công ty còn rất ít, nếu cổ đông rút hết vốn thì e rằng bọn họ sẽ không được đồng nào. Bây giờ công ty còn nợ 2 tháng lương, số tiền này rất quan trọng với tầng lớp lương lậu bình thường như bọn họ, nếu không lấy lại được là một sự tổn thất lớn đối với họ. Chủ tịch Đường, chúng tôi cũng phải đòi lại tiền lương. Đúng vậy chủ tịch Đường, tôi muốn nghỉ việc, yêu cầu trả 2 tháng tiền lương. Không sai, theo như hợp đồng, nếu như nhân viên nghỉ việc sẽ bồi thường 2 tháng tiền lương, cộng thêm 2 tháng tiền lương mà công ty nợ, tổng cộng là 4 tháng tiền lương. Đám nhân viên đứng dậy đòi lương giống như chịu một cú thiệt lớn vậy. Sắc mặt Đường Mẫn trở nên u ám, đúng là dậu đổ bìm leo, cổ đông đòi tiền, nhân viên cũng đòi tiền. Bây giờ tình hình của công ty đang căng thẳng, các người cố gắng thêm vài ngày, nhất định có thể vượt qua cơn hoạn nạn này, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ được thăng chức tăng lương. Người vừa nói tên là Tiểu Mai, nghe đến đây, cô ta cười khinh khỉnh rồi nói. Chủ tịch Đường, bà dùng lời này để lừa trẻ con đúng không? Lừa chúng tôi thì không được đâu. Với tình hình hiện giờ của công ty, ai có thể cứu vãn được chứ? Sớm muộn gì cũng phải đi, nhưng điều khác biệt là, người đi trước thì cầm được tiền, còn người đi sau chắc chẳng còn gì nữa. Đúng đấy, mặc kệ người khác, tôi phải thôi việc. Tiểu Mai xúi đám nhân viên từ chức, một nhân viên nữa khác lập tức thấy bực bội. Tiểu Mai, cô còn có lương tâm không vậy? Cô quên lúc bố cô không có tiền chữa bệnh là chủ tịch Đường mở lời cho cô mượn 100.000 tệ của công ty, nhờ vậy cô mới có tiền chữa khỏi bệnh cho bố mình. Bây giờ chủ tịch Đường gặp khó khăn, cô lại muốn bỏ đi sao? Đúng là không có tính người. Người nói tên là Tiểu Phương, may là trong công ty vẫn còn một vài người có lương tâm không quên ân nghĩa. Lúc công ty tốt mọi người có thể cùng nhau hưởng phú. Lúc công ty gặp khó khăn, ai ai cũng muốn rời đi. Có thể đồng cam nhưng không thể cộng khổ sao? Lời của Tiểu Phương khiến không ít người đang ngồi thấy có chút hổ thẹn, bọn họ ít nhiều đều nhận ân huệ của công ty, bây giờ công ty gặp vấn đề, họ lại mặt dày đòi đi giống như Tiểu Mai. Tiểu Mai cười khẩy, Tiểu Phương, cô đúng là đạo đức tốt thật đấy, nhưng xin lỗi tôi đi làm vì tiền, nếu không kiếm được tiền thì đừng có nhắc tình cảm với tôi. Chủ tịch Đường, bây giờ thanh toán tiền lương cho chúng tôi đi, thanh toán xong chúng tôi sẽ đi. Đường Mẫn nghiến răng nghiến lợi, vô cùng ấm ức cuộn chặt nắm đấm. Tần Lâm cười nhạt nói. Muốn đi đúng không? Được, viết đơn xin nghỉ việc đi, sau khi rời khỏi đây hy vọng các người không hối hận. Tần Lâm nói xong, Tiểu Mai cười khẩy. Hối hận cái gì, hối hận vì lấy tiền sao? Ha ha, chúng tôi đi làm thì phải có tiền lương, lấy tiền lương thì có gì đáng hối hận chứ? Anh cho rằng cái công ty này thiếu đội ngũ tổng giám đốc thì vẫn có tương lai sao? Tôi khuyên các người cũng nên sớm lấy tiền rồi rời đi đi. Đừng đợi đến lúc không phát được tiền lương, các người chỉ có thể lấy máy tính, bàn ghế ở đây thôi. Dì Hai vô cùng tức giận, Tiểu Mai đứng là kẻ ăn cháo đá bát, trước đây cô ta được nhiều lợi ích nhất trong công ty, bây giờ công ty gặp khó khăn rồi, cô ta không những muốn rời đi mà còn xúi giục người khác đi cùng, đúng là vong ân bội nghĩa. Lấy oán báo ân. Tiểu Phương nói, Tiểu Mai, cô tuyệt tình quá rồi đấy. Ai chẳng có lúc khó khăn, mọi người kiên trì thêm chút nữa, công ty qua cơn hoạn nạn này sẽ trở lại bình thường, đến lúc đó nhất định đẽ bù đắp cho các người. Tiểu Mai và Tiểu Phương tranh cãi với nhau, đám nhân viên bên dưới đều do dự, có người đứng về phía Tiểu Mai, cho dù thế nào thì cứ lấy tiền đã rồi nói sau, cảm thấy công ty này không có tương lai gì nữa, cầm tiền mới là quyết định đúng đắn. Một số khác thì thấy Tiểu Phương nói đúng, đã làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi, nếu như công ty thực sự có thể qua cửa ải khó khăn, bọn họ là người cùng trải qua hoạn nạn, công ty tuyệt đối sẽ không đối xử tệ bạc với họ.
Tần Lâm nhìn đám người phía dưới, anh bắt đầu điều hành công việc thay dì hai. Bây giờ, những người muốn nghỉ việc đến đây ký hợp đồng, ngoài tiền lương nợ 2 tháng ra lấy thêm 2 tháng tiền lương nữa, tất cả làm theo hợp đồng, sẽ không thiếu một đồng của các người. Những người không đi, nếu công ty vượt qua cửa ải khó khăn, tiền lương của tất cả mọi người sẽ tăng lên 30%. Lời nói của Tần Lâm khiến tất cả mọi người do dự. Quả nhiên là đang thử bọn họ. Bây giờ nhân viên đối mặt với hai sự lựa chọn, một là đi hai là ở lại. Nếu như đi thì có thể lấy 4 tháng tiền lương, nhưng sau này đừng hòng quay trở lại. Nếu như ở lại thì không lấy được tiền lương, nhưng một khi công ty bình thường trở lại thì sẽ tăng 30% lương. Tiểu Mai cười khẩy, bình thường lại. Công ty đã không còn đội ngũ chủ lực thì trở lại bình thường kiểu gì. Đừng có đùa nữa, người khác đi hay không thì tùy, dù sao tôi cũng sẽ đi, tôi sợ người sau không còn tiền nữa, trả tiền lương cho tôi trước đi. Tôi cũng đi, tôi đi cùng chị Mai. Đúng, tôi cũng đi, tiền cầm trong tay mới là tiền, đặt ở chỗ người khác không đáng tin. Tôi cũng đi. Dưới sự xúi dục của Tiểu Mai, những kẻ muốn đi và đang do dự đều quyết định sẽ rời đi, dù sao cầm tiền mới yên tâm nhất. Tần Lâm cười nhạt cũng chẳng nói gì. Trực tiếp gọi kế toán đến, phát tiền lương tại chỗ. Vừa nhìn thấy kế toán đến phát tiền lương, lại có mấy người nhân viên đứng dậy nói muốn rời đi. Cộng thêm cổ đông, thì một nửa già rời khỏi công ty. Số còn lại đều là những người quyết định sát cánh cùng công ty. Nhìn thấy dáng vẻ đếm tiền của từng người, Tiểu Phương thực sự cảm thấy thất vọng tràn trề. Các người đúng là kẻ ăn cháo đá bát, có mấy ngày thôi mà cũng không đợi được. Bây giờ công ty đã tìm tập đoàn Cung Thị để rót vốn, chỉ cần họ chịu đầu tư cho chúng ta cộng thêm đội ngũ nòng cốt, chúng ta chắc chắn có thể vượt qua khó khăn. Tập đoàn Cung Thị là doanh nghiệp nổi tiếng ở Đông Hải, lý do nổi tiếng là bởi vì cơ chế quản lý nhân viên của họ rất lợi hại. Rất nhiều công ty trong thời kỳ đầu hoặc thời kỳ phát triển không có kinh nghiệm trong việc đào tạo nhân viên quản lý đều có thể nhờ tập đoàn Cung Thị giúp đỡ. Thậm chí có công ty đang trong thời kỳ quá độ quan trọng đã trực tiếp mượn một số nhà quản lý của tập đoàn Cung Thị đến công ty họ để quản lý. Đợi khi mọi người đã quen với hệ thống quản lý, sau đó đào tạo xong lớp quản lý mới thì người ta sẽ trở về. Có thể nói tập đoàn Cung Thị là một công ty lớn nổi danh nhờ sự quản lý, có thể cung cấp kỹ thuật quản lý và tiền vốn. Vì thế họ mới có tiếng tăm như thế. Tiểu Mai nghe thấy vậy liền cười khẩy, đừng đùa nữa. Cô xem tập đoàn Cung Thị có thèm để ý đến chúng ta không? Ở Đông Hải phải có ít nhất gần 100 công ty có quy mô nhỏ như công ty thực phẩm của chúng ta, không thể nào đến lượt chúng ta được, tôi thấy các người nên từ bỏ cái ý định này đi. Nghe thấy mọi người thảo luận, Tần Lâm cau mày nói. Tập đoàn Cung Thị phải không? Để tôi hỏi thử. Người họ cùng ở Đông Hải cũng không nhiều, nói không chừng là cùng một người đấy nhỉ? Mấy ngày trước Tần Lâm vừa mới cứu cả nhà chú cung. Nhìn cái biết ngay ông ấy không phải nhân vật tầm thường, anh lập tức gọi cho đối phương. Alo, Tiểu Tần sao? Là cháu, chú Cung, gia đình dạo gần đây thế nào rồi ạ? Dù gì Tần Lâm cũng xem phong thủy giúp ông ấy, nếu như gia đình không xảy ra chuyện gì, vậy thì xem như anh xem chuẩn. Chú Cung vui mừng nói, rất tốt, không có chuyện gì, gần đây mọi việc đều thuận lợi, vợ đứa con trai cả của chú mang thai rồi, nhà lão Phùng cũng tốt. Thực sự cảm ơn cháu rất nhiều. Tần Lâm cười, vậy thì tốt, chú Cung, có một chuyện cháu muốn hỏi, tập đoàn Cung Thị nổi danh nhờ việc quản lý là công ty của chú ạ. Ha ha, không sai, chỉ là chút danh mọn không đáng nhắc đến, cháu cũng biết ư. Chú thấy bất ngờ thật đấy. Tần Lâm đáp, là thế này, dì hai của cháu có một công ty thực phẩm, gần đây đội ngũ nhân viên chủ lực đột nhiên nghỉ tập thể, chúng cháu cần giúp đỡ. Chú Cung nghe thấy vậy lập tức nói. Chút chuyện nhỏ này quá đơn giản, cháu đợi nhé, bây giờ chú sẽ sắp xếp người qua đó, chú sẽ cử một vài nhân viên ưu tú xuất sắc thành lập đội ngũ chủ quản cho các cháu mượn một năm, vừa quản lý vừa đào tạo, đảm bảo trong vòng một năm có thể đào tạo ra được một lớp quản lý mới. Ngoài ra, chú cũng sẽ đầu tư cho cháu 50 triệu, bảo người thân của cháu làm thủ tục giấy tờ đi. Tần Lâm gật đầu, được, vậy thì cháu xin cảm ơn chú Cung. Ây, Tiểu Tần khách khí rồi, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Sau khi hàn huyên vài ba câu thì hai người tắt máy. Đám người Đường Mẫn nghe thấy cuộc điện thoại của Tần Lâm, tất cả đều sững sờ. Tiểu Tần, là ai vậy?
là chủ tịch tập đoàn Cung Thị. Thật sao? Thật ạ, người của họ sẽ lập tức đến ngay. Tiểu Mai bĩu môi khinh khỉnh, tôi không tin, bớt chém gió đi, nếu anh thực sự quen biết người này thì đã sớm liên lạc rồi, còn đợi đến bây giờ sao? Tần Lâm cười khẩy, không đợi đến bây giờ thì sao tôi biết được ai mới thực sự trung thành với công ty? Tiểu Mai u ám mặt mày, cho dù Tần Lâm nói gì cô ta cũng không tin. Được, hôm nay tôi sẽ ngồi đây xem rốt cuộc các người chém gió mà không màng hậu quả như thế nào. Đám người Tiểu Mai ngồi ở đây chờ kịch hay, để xem đến lúc Tần Lâm chém gió không thành thì sẽ xấu hổ thế nào. Đám cổ đông đó cũng lộ vẻ trêu đùa, bọn họ biết rõ tình hình của công ty, bây giờ chỉ là một cái vỏ không, thiếu người thiếu tiền, chỉ có một dây chuyền sản xuất, tập đoàn Cung Thị không thể nào giúp đỡ họ được. Tầm 10 phút sau, đột nhiên 5 người đàn ông trung niên mặc vest thắt cà vạt vào trong, trông ai cũng rất chuyên nghiệp, cử chỉ nhanh nhẹn lão luyện. Sau khi vào trong, người đàn ông dẫn đầu nói. Xin hỏi ai là chủ tịch Đường? Chúng tôi là người của tập đoàn Cung Thị. Đường Mẫn vội tiến lên bắt tay với họ. Xin chào các anh, tôi là Đường Mẫn, xin hỏi các anh là. Tôi tên là Lý Cương, chúng tôi đại diện tập đoàn Cung Thị đến quý công ty để giúp quản lý và đào tạo nhà quản lý. Ngoài ra, chúng tôi còn mang theo 50 triệu tiền vốn khởi động, dùng để giúp công ty phát triển trở lại. Đây là tấm séc. Lý Cương đưa một tấm séc bên trên viết 50 triệu tròn, còn có đóng dấu của tập đoàn công ty cùng với chữ ký cho đích thân chú Cung ký. Tấm séc này là hàng thật, không thể làm giả được. Đường Mẫn cầm tấm séc trên tay kích động nói, quá tốt rồi, thực sự cảm ơn các anh. Lý Cương gật đầu, được, bây giờ chúng tôi sẽ chính thức tiếp nhận công ty này, bây giờ có bao nhiêu nhân viên? Tần Lâm đáp, ngoại trừ những người đứng dậy, số còn lại đều là nhân viên của công ty. Sắc mặt đám người Tiểu Mai trở nên khó coi, không ngờ Tần Lâm lại thực sự có thể nhờ tập đoàn Cung Thị giúp đỡ. Tiền vốn 50 triệu, bỗng nhiên quy mô công ty của họ tăng lên gấp đôi. Hơn nữa có quản lý của tập đoàn Cung Thị, trong một năm này công ty nhất định sẽ phát triển rất nhanh. Nếu như bọn họ vẫn ở vị trí cũ, lương hàng năm ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Vốn dĩ đãi ngộ đã khá ổn, bây giờ lại càng tốt hơn. Lý Cương gật đầu nói. Mô hình quản lý sau này sẽ có một vài điều chỉnh, hy vọng mọi người sẽ quen dần. Tất cả những nhân viên ở lại, đãi ngộ phúc lợi sẽ tăng lên 30%, mỗi năm nghỉ có lương 10 ngày, nếu tăng ca sẽ tăng lương gấp đôi, ngày nghỉ lễ Tết tăng ca tăng lương gấp 3, mỗi năm có 2 lần đi du lịch tập thể, mỗi dịp lễ Tết sẽ có thẻ mua sắm và quà tặng, đại khái là như thế, về chi tiết sau này mọi người từ từ tìm hiểu. Nghe đến những đãi ngộ và phúc lợi này, đám người Tiểu Mai sững sờ. Thực sự quá tốt, cho dù là các doanh nghiệp quy mô lớn cũng không có đãi ngộ tốt như này. Lúc này Tiểu Mai đã thấy hối hận, cô ta hỏi. Chủ tịch Đường, bây giờ chắc công ty thiếu rất nhiều nhân viên đúng không, quy mô mở rộng như thế, hay là chúng tôi không đi nữa, ở lại giúp công ty? Đường Mẫn cười khẩy, cô cảm thấy, với sự đãi ngộ và phúc lợi tốt như thế sẽ không tìm được người sao? Tiểu Mai khó xử, không phải thế, dù gì chúng tôi là nhân viên lâu năm. Quen thuộc với vị trí công việc, nếu như tuyển người mới bọn họ còn phải làm quen với công việc, phiền phức lắm. Đường Mẫn cười khẩy, đúng, người mới cần làm quen với công việc, có điều họ cũng sẽ không dở thủ đoạn hay phản bội công ty, tóm lại là tốt hơn nhân viên cũ. Lý Cương nói, chủ tịch Đường, có cần đào tạo lại người được chọn làm lãnh đạo không, có thể làm trợ lý cho tôi trước, một năm sau thì trực tiếp thay thế vị trí của tôi. Điều này, Đường Mẫn do dự một lát rồi nhìn bên dưới. Tần Lâm chỉ vào Tiểu Phương rồi nói, cô nhân viên này cũng không tồi, năng lực có thể học, nhưng phẩm chất thì không thể nào thay đổi được. Đường Mẫn gật đầu, chọn cô ấy đi. Lúc nãy khi mọi người muốn rời công ty, chỉ có Tiểu Phương đứng dậy nói muốn ở lại, còn khuyên người khác ở lại. Người như thế đúng thật là coi công ty như nhà. Lý Cương gật đầu, bây giờ cô làm trợ lý cho tôi kiêm tổng giám đốc đại diện. Lúc tôi không có mặt, cô có thể sử dụng quyền lợi của tôi, mức lương một năm của cô tạm thời là 500.000 tệ, một năm sau tăng lên 1 triệu hơn nữa được trợ cấp xe và nhà. Tiểu Phương đứng dậy, chưa kịp lốt tôi có thể làm sao? Lý Cương gật đầu, có sự huấn luyện đào tạo của tôi, đương nhiên cô có thể. Tiểu Phương gật đầu, ánh mắt hiện lên niềm tin kiên định, chủ tịch Đường yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.
không phụ sự tín nhiệm của công ty dành cho tôi. Tiểu Phương nhậm chức, chính thức trở thành phó tổng giám đốc của công ty, sau này sẽ làm tổng giám đốc, lương một năm hơn 1 triệu tệ, bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Tiểu Mai ghen tị khi thấy cảnh này, trong lòng hối hận vô cùng. Nhưng đáng tiếc cô ta đã bỏ lỡ cơ hội. Những nhân viên đứng về phía Tiểu Phương đều được thăng chức tăng lương, năng lực không đủ có thể bồi dưỡng, nhưng thái độ trung thành với công ty thì không thể đào tạo ra được. Đường Mẫn cười khẩy nói, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở lại cuộc hội cổ đông, mời những người đã từ chức nhanh chóng rời khỏi đây. Mặt đám cổ đông lập tức trở nên vô cùng khó coi, bây giờ bọn họ đã rút vốn, chỉ có thể lấy 50% số cổ phần ban đầu. Nếu như lúc nãy không rút vốn, cộng thêm số tiền đầu tư của tập đoàn Cung Thị, bây giờ cổ phần của bọn họ chắc chắn sẽ tăng gấp bội. Người thì giảm một nửa giá trị, người thì tăng gấp bội, đúng là khác nhau một trời một vực. Chủ tịch Đường hãy cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, chúng tôi vẫn muốn làm cổ đông. Đúng vậy, chủ tịch Đường rộng lượng chắc chắn sẽ không tính toán với chúng ta. Không sai, tất cả đều là nhân viên cũ, người mới sao bằng được chứ? Sau này chúng ta vẫn sẽ làm việc cùng chủ tịch Đường, thế nào? Đường Mẫn cười nhạt, vẫn còn muốn làm cổ đông hả? Được, chẳng phải các người mua cổ phần là được sao? Theo giá thị trường, bây giờ tập đoàn Cung Thị đầu tư cho chúng tôi rồi, giá cổ phần của công ty chắc chắn sẽ tăng. Thế này đi, các người đến phòng tiếp khách ở bên cạnh, nội dung cụ thể nói với trợ lý của tôi. Nghe thấy lời nói của Đường Mẫn, mặt các cổ đông rất khó coi. Xem ra chuyện này không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Bọn họ lựa chọn rời đi lúc công ty gặp khó khăn nhất, bây giờ công ty tốt rồi, sao có thể vẫn dây dưa với bọn họ được chứ? Đám cổ đông ai ai cũng ủ rũ mặt mày, nếu thực sự mua cổ quyền theo giá thị trường, số tiền ít ỏi trong tay họ hoàn toàn không đủ. Trước đây có 5% cổ phần của công ty, bây giờ đến 1% cũng không mua được. Tất cả mọi người đều vô cùng hối hận, bất lực rời khỏi công ty. Lâm Nguyệt Giao nhìn Tần Lâm thấy hơi khó hiểu. Anh họ, sao ai anh cũng quen vậy? Tần Lâm cười, đều là bệnh nhân của anh. Lâm Nguyệt Giao bĩu môi, cô bắt đầu thấy hơi đố kỵ, cùng là bác sĩ với nhau sao cô không có nhiều mối quan hệ như thế chứ? Mà Tần Lâm cũng chữa bệnh lại có thể quen nhiều nhân vật lớn như thế sao? Lúc này Lâm Nguyệt Giao cũng muốn mở y quán, nói không chừng bởi vì mở y quán nên Tần Lâm mới quen biết rộng như thế. Lâm Nguyệt Giao trở về nhà âm thầm cố gắng nỗ lực, cô cũng muốn mở rộng mối quan hệ như Tần Lâm. Sau khi trở về từ nhà dì hai, đột nhiên Tần Lâm nhận được tin nhắn Zalo của Trần Khả Nhi. Anh rể, ngày kia sinh nhật chị em, anh định chuẩn bị gì cho chị ấy? Tần Lâm sững sờ, không ngờ sắp đến sinh nhật Trần Diên rồi sao? Thực ra đã lâu anh không liên hệ với Trần Diên, trước đây làm bạn trai giả mạo của cô ấy, có điều con người Trần Diên cũng khá tốt. Sau này có chuyện gì cũng ngại không dám làm phiền anh nữa. Nhưng cô em lại được lợi, suốt ngày gây rắc rối cho Tần Lâm, lần trước anh còn giúp cô ấy mua một căn nhà. Tần Lâm nói, vậy anh đi tỉnh thành để chuẩn bị cho sinh nhật của cô ấy. Trần Khả Nhi đã hỏi rồi nên Tần Lâm cũng không thể giả vờ không biết, nếu không chẳng phải sẽ gây nghi ngờ sao. Hơn nữa tổ chức sinh nhật cho bạn bè cũng là điều hết sức bình thường. Anh rể. Anh phải khiến chị em nở mày nở mặt đấy, chị em đang bị người khác so sánh rồi đấy. Tần Lâm sững sờ, biết ngay con bé này chẳng có suy nghĩ tốt đẹp gì. Bị ai so sánh? Chính là nữ chủ nhiệm mới ở chỗ làm của chị ấy. Người phụ nữ đấy họ Hầu, mọi người đều gọi cô ta là chủ nhiệm Hầu, chức vụ nhỏ hơn chị của em nhưng rất kiêu ngạo, lúc này cũng hống hách lên mặt với chị ấy. Tần Lâm cười. Không lấy làm lạ khi gặp người như thế ở chỗ làm, mặc dù Trần Diên là phó viện trưởng, nhưng tính tình khá nhẹ nhàng, cấp dưới không phục cũng rất bình thường, dù sao gì cô ấy cũng không phải kiểu lãnh đạo nghiêm khắc. Không việc gì, chị em cũng sẽ không so đo với cô ta đâu. Với tính cách của Trần Diên, cô ấy sẽ không tính toán những chuyện này, hoàn toàn không bận tâm đến. Nhưng Trần Khả Nhi thì lại ghi thù kinh lắm. Anh rể, không đơn giản như thế đâu. Cô chủ nhiệm Hầu đó còn cùng ngày sinh với chị em, cô ta đã mời tất cả đồng nghiệp ở chỗ làm tham gia tiệc sinh nhật của cô ta. Điều quan trọng là còn thay mặt lãnh đạo mời chị em, anh nói xem chị ấy có đi hay không. Nếu như không đi sẽ dễ bị nói này nói nọ, giống như chị em cố ý không muốn quan hệ với cô ta.
Nếu như đi, chị em cũng tổ chức sinh nhật, cô ta cũng tổ chức, nhân vật chính là cô ta, trong lòng chị em sẽ thấy khó chịu thế nào chứ? Trần Khả Nhi nói như thế, Tần Lâm liền hiểu ra. Được anh biết rồi, chuyện này để anh sắp xếp. Vâng anh rể, thể diện của chị em đều nhờ vào anh đấy. Tần Lâm cười, trực tiếp lái xe đến tỉnh thành. Anh nghe ngóng được, nơi mà chủ nhiệm Hầu đó tổ chức tiệc sinh nhật là ở Shangri-La, đây là khách sạn sang chảnh ở tỉnh thành, nhưng không phải cao cấp nhất. Tần Lâm liên hệ với Lôi Hồng, trực tiếp liên lạc với ông chủ của Shangri-La, Hồ Thụy. Hồ Thụy vừa nghe nói là bạn của Lôi Hồng, nào dám qua loa chứ, vội vàng khách khí nói. Anh Tần, tôi sẽ sai người đi đón anh. Tần Lâm nhanh chóng đến khách sạn Shangri-La, lên văn phòng Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Hồ đích thân tiếp đón. Anh Tần, có gì cần căn dặn, anh cứ nói đi ạ. Tần Lâm nói, không cần phải căng thẳng, cũng không có chuyện gì lớn, ngày mai bạn gái tôi tổ chức sinh nhật ở chỗ của anh, tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho cô ấy mà thôi. Hồ Thụy lập tức hiểu, anh yên tâm, chúng tôi rất có kinh nghiệm trong việc tổ chức sinh nhật, tôi lập tức gọi chuyên gia đến giới thiệu cho anh. Nói xong, Hồ Thụy bấm máy điện thoại bàn, gọi Giám đốc Phương lên đây. Giám đốc Phương có kinh nghiệm trong việc sắp xếp kế hoạch, ông ấy rất giỏi về mảng này, để ông ấy đích thân chủ tính tuyệt đối không có vấn đề gì. Giám đốc Phương nhanh chóng đến phòng làm việc, sau khi nghe chuyện này lập tức đồng ý. Cậu Tần, kế hoạch sơ bộ của chúng tôi là thế này, mời vũ đoàn đường phố ở đây đến nhảy múa, sau khi vũ đạo kết thúc, một chiếc bánh sinh nhật sẽ được đẩy ra từ trong đám người. Thắp nến, ước nguyện, sau khi thổi nến, tắt hết đèn. Máy bay không người lái ở xung quanh cất cánh, hát bài ca chúc mừng sinh nhật, tạo cảm giác nổi bật rực rỡ giữa đám đông. Sau đó máy bay không người lái loại nhỏ sẽ tập hợp lại tạo một máy bay không người loại lớn, bên trên chở món quà cậu tặng cho bạn gái, đưa đến trước mặt cô ấy, quy trình đại khái là như thế, cậu thấy thế nào? Tần Lâm gật đầu, mặc dù giám đốc Phương nói đơn giản, nhưng nghe rất lãng mạn. Được, cứ làm theo những gì ông nói đi. Tần Lâm không quan tâm đến mấy phương diện này, vừa nhìn giám đốc Phương là biết là dân chuyên, kế hoạch mà ông ấy nghĩ ra được cũng hơn Tần Lâm rất nhiều. Bây giờ điều Tần Lâm cần làm là chú tâm chọn lựa một món quà. Điều này đối với Tần Lâm mà nói thì khá phiền phức, Trần Diên tổ chức sinh nhật, anh cũng nên tặng cô ấy một món quà. Anh rể, chúng ta đi mua quà thôi, em giúp anh chọn, có được không? Nhìn thấy dáng vẻ ân cần của Trần Khả Nhi. Tần Lâm bĩu môi, anh thấy chọn quà là giả, em cũng muốn có quà chứ gì. Trần Khả Nhi cười hi hi, anh rể, anh đừng nói toẹt ra như vậy. Anh rể mua quà cho em vợ cũng là chuyện đương nhiên mà, hơn nữa em cũng mật báo tin tức cho anh còn gì. Anh mà không nghiêm túc dỗ dành em, sau này em không báo tin cho anh đâu. Tần Lâm bất lực cười, ha ha được rồi. Trần Khả Nhi này đúng là một cô bé tinh nghịch, Tần Lâm mua quà cho cô ấy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hai người đến trung tâm thương mại, Trần Khả Nhi tự nhiên mà khoác tay anh, Tần Lâm có hơi cạn lời. Em làm thế này có ổn không? Trần Khả Nhi cười hi hi, có gì không ổn chứ, ở bên ngoài anh là bạn trai em, bạn trai bạn gái khoác tay nhau đi dạo thì có vấn đề gì chứ? Tần Lâm cạn lời, chúng ta không cần giả làm bạn trai bạn gái mà. Trần Khả Nhi cười hi hi, sao lại không cần, đương nhiên là cần rồi, anh nghĩ xem, một đôi nam nữ đi với nhau. Tuổi tác tương đương, không phải tình nhân thì người ta sẽ nghĩ là gì? Nhỡ may gặp phải người quen, người ta có hỏi, mà bảo là anh rể và em dâu thì chẳng phải khiến người khác nghĩ nhiều à? Để tránh hiểu lầm, chúng ta cứ giả làm tình nhân để đỡ gặp phiền phức. Tần Lâm đột nhiên thấy cô gái này nói cũng có lý, Trần Khả Nhi cũng không biết học được ở đâu, đầu toàn mấy thứ suy nghĩ lệch lạc này. Được, thế tùy em. Tần Lâm và Trần Khả Nhi đi đến trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại ở tỉnh Lỵ đương nhiên to hơn ở Đông Hải nhiều, có nhiều mặt hàng xa xỉ mà Đông Hải không mua được. Hai người đi dạo một lúc, mua được cho Trần Khả Nhi mấy món trang sức, cô gái này vui mừng muốn chết. Đối với người bình thường mà nói, mấy món đầu cả chục nghìn này là xa xỉ lắm rồi, nhưng với Tần Lâm mà nói thì chẳng là gì cả. Hai người đi dạo một hồi, đột nhiên bị một người đàn ông chặn trước mặt, ông ta nói. Trần Khả Nhi. Sao lại là em? Trần Khả Nhi nhíu mày, người đàn ông trung niên trước mặt bụng to, hói đầu, béo ị, vừa nhìn là biết là kẻ lắm tiền. Cả thân toàn đồ hiệu,
chỉ có điều mấy món đồ hiệu trên người ông ta trông rất cồng kềnh. Lữ đại phú, sao ông cứ như âm hồn bất tán vậy? Trần Khả Nhi không nói năng khách khí như những cô gái khác, cô ấy không có hiền dịu như vậy, nói thẳng vào vấn đề, chẳng nể nang ai. Lữ đại phú có hơi tức giận, ông ta nói. Chẳng phải em nói em không thích bám vào đại gia sao? Tôi mua cho em nhiều đồ như vậy em không cần, mà người khác mua em lại lấy. Lữ đại phú là một ông chủ lớn mà Trần Khả Nhi quen khi vừa học vừa làm, lúc đó ông ta muốn bao nuôi Trần Khả Nhi nhưng bị cô ấy từ chối ngay tức khắc. Về sau Lữ đại phú mua cho Trần Khả Nhi biết bao nhiêu đồ, tặng biết bao quà, nhưng Trần Khả Nhi vẫn không nhận. Đừng có nhìn vẻ tinh nghịch kỳ quái của cô ấy, trông cô ấy có vẻ rất thích chiếm lợi từ người khác nhưng động đến nguyên tắc của cô ấy thì cô ấy rất nghiêm túc. Cô ấy vẫn hiểu đạo lý làm người. Đương nhiên chiếm lợi từ anh rể thì không tính. Lữ đại phú thấy Trần Khả Nhi nhận nhiều trang sức mà Tần Lâm mua cho đến vậy, trong lòng rất khó chịu. Trần Khả Nhi đảo trong mắt, chẳng thèm giải thích, ôm chặt tay Tần Lâm rồi nói. Đúng vậy, ông không đủ giàu, tôi tìm bạn trai mới đại gia hơn ông, nhiều tiền hơn ông, vậy nên tôi mới ở bên anh ấy, sao nào? Trần Khả Nhi này không giống những cô gái bình thường, cô ấy thích hit dreamer, chẳng ngại làm lớn việc. Có cơ hội khoe khoang là cô ấy phải thể hiện ngay. Tần Lâm ở bên làm bia đỡ đạn, cũng cạn lời. Lữ đại phú nghe thấy câu này, lập tức không vui. Cái gì, vì cậu ta nhiều tiền hơn tôi á? Tôi không tin cậu ta giàu có hơn tôi. Nếu như so mấy cái khác thì Lữ đại phú còn phục. Ví dụ như nói Lữ đại phú xấu hơn Tần Lâm hay là Tần Lâm trẻ hơn ông ta thì được. Nhưng nếu mà nói Lữ đại phú nghèo thì ông ta không chịu nổi. Phấn đấu nửa đời người, Lữ đại phú chẳng làm gì cho bản thân cả, không giảm béo, không chăm chút cho bản thân, tất cả tâm tư đều dồn vào công việc, sao có thể không bằng người khác được. Lữ đại phú nghiến răng nghiến lợi, tôi không bằng cậu ta á. 10 năm vất vả, em biết tôi chịu biết bao khổ cực mới được như ngày hôm nay không? Tôi không bằng cậu ta sao? Cậu ta làm gì chứ? Trần Khả Nhi khinh bỉ, anh ấy là phú nhị đại, người ta mấy đời nỗ lực. 10 năm khó khăn của ông là cái thá gì chứ? Tôi, Lữ đại phú suýt nữa tức chết, lý do này khiến ông ta không chống đỡ nổi. Trần Khả Nhi suýt nữa khiến cho Lữ đại phú tức chết. Không được, tôi không tin, Trần Khả Nhi, cậu ta mua được cho em đồ, tôi cũng có thể mua được, hơn nữa tôi còn mua được gấp đôi. Trần Khả Nhi cười khẩy nói, ông mua đồ cho tôi đều có mục đích, Tần Lâm mới là thật lòng với tôi. Anh ấy chẳng có ý đồ gì với tôi cả mà chỉ đơn thuần muốn đối tốt với tôi. Lữ đại phú nghe xong, vội vàng nói, tôi cũng vậy mà. Tôi chẳng có ý đồ gì, tôi chỉ muốn đối tốt với em, cho dù em không chấp nhận làm bạn gái tôi thì tôi vẫn sẽ mua cho em, chỉ cần em nhận là được. Lữ đại phú nói xong liền liếc nhìn Tần Lâm, lạnh lùng hừ một tiếng, cậu ta là cái thá gì mà xứng với em chứ? Tần Lâm nhíu mày. Vốn không muốn nói nhưng người ta lại vô cớ chĩa mũi súng vào mình. Có điều dường như không cho Tần Lâm có cơ hội, Trần Khả Nhi nói thẳng. Anh Tần mua cho tôi một chiếc đồng hồ, hơn 100.000 lận, ông mua nổi không? Đương nhiên là có rồi, chỉ là chiếc đồng hồ hơn 100.000 hồ thôi mà. Mua, tôi sẽ mua cái hơn 200.000 cho em. Trần Khả Nhi gật đầu, vậy thì tốt, ông đợi ở đấy, tôi đi viết hóa đơn. Chẳng mấy chốc. Trần Khả Nhi đã lấy một chiếc hóa đơn đưa cho Lữ đại phú. Rồi, ông đi thanh toán đi. Lữ đại phú gật đầu, Khả Nhi, em yên tâm, cậu ta cho em bao nhiêu thứ, tiêu bao nhiêu tiền cho em, tôi đều có thể cho em gấp đôi. Lữ đại phú muốn cạnh tranh với Tần Lâm, nên Tần Lâm tiêu bao nhiêu tiền, ông ta cũng sẽ tiêu gấp đôi, ông ta không tin mình địch không nổi Tần Lâm. Trả tiền xong, lấy lại hóa đơn, Trần Khả Nhi cười như được mùa. Có điều không đi lấy đồ mà nhét hóa đơn vào túi. Còn cái này nữa, ông đợi ở đây. Nói xong, Trần Khả Nhi một mình xông vào mấy cửa hàng, lấy không ít hóa đơn. Đại khái chỗ này, chẳng phải ông nói muốn đối tốt với tôi sao, tôi muốn xem ông có bao nhiêu thành ý với tôi. Nhìn tập hóa đơn này, có vẻ tên này tiêu không ít tiền nhỉ. Có điều vì muốn khiến Trần Khả Nhi vui, Lữ đại phú nhắm mắt thanh toán. Mấy phút sau, một xấp hóa đơn đỏ được lấy về. Khả Nhi, tôi cũng thanh toán hết rồi, em thấy biểu hiện của tôi ổn chứ? Lữ đại phú giỏi quá, cảm ơn ông đã mua đống đồ này cho chồng tôi.
Lữ Đại Phú hơi sững người, mặt mày mờ mịt. Khả Nhi, em nói cái gì thế? Tôi mua đồ cho em mà. Trần Khả Nhi nói, tôi nói là, nếu như mua đồ cho tôi, là đồ thuộc về tôi đúng không? Lữ Đại Phú nhíu mày gật đầu. Đó là chuyện đương nhiên, Trần Khả Nhi nói vậy không có sai. Trần Khả Nhi cười, lấy hết đồ ra, Lữ Đại Phú nhìn thấy mấy thứ đó, sắc mặt vô cùng khó coi. Đó là đồ của nam mà. Đồng hồ kiểu nam, nước hoa dành cho nam, thắt lưng nam, giày da nam. Tất cả đều là đồ xa xỉ, ngay cả Lữ Đại Phú cũng không nỡ mua. Vừa nãy khi thanh toán ông ta chẳng hề xem bên trên viết gì, vậy nên không biết là đồ của nam. Khả Nhi, em mua đồ cho nam làm gì? Trần Khả Nhi cười ngọt ngào, mặt lộ vẻ vô tội, cô ấy đáp. Mua đồ cho nam là để cho bạn trai tôi. Chồng, em tặng anh đấy. Trần Khả Nhi đưa đống đồ kia cho Tần Lâm. Nhìn thấy cảnh này, Lữ Đại Phú suýt nữa tức chết, mắt trợn trừng, không biết nói gì. Khả Nhi, em đang làm gì vậy? Đây là đồ tôi mua tặng em, sao em lại đưa cho người khác? Trần Khả Nhi mặt mày vô tội, Lữ Đại Phú, vừa nãy ông nói, đồ tặng cho tôi là thuộc về tôi, tùy tôi xử lý, tôi tặng người khác cũng có sao đâu. Lữ Đại Phú nghiến răng nghiến lợi, cô ấy mặc dù không nói sai nhưng làm như vậy thì quá đáng quá. Ông ta tốn mấy trăm nghìn, vốn muốn khiến Khả Nhi vui, kết quả bây giờ cô ấy lại tặng hết cho Tần Lâm. Tần Lâm cười bất lực, Trần Khả Nhi này tinh danh thật, Lữ Đại Phú chắc tức chết mất. Trần Khả Nhi cười, Lữ Đại Phú, ông tặng tôi nhiều đồ như vậy chẳng phải vì muốn tôi vui sao? Lữ Đại Phú gật đầu, đương nhiên, tôi tặng em những thứ này là muốn em vui. Không phải là muốn cậu ta vui. Lữ Đại Phú nghiến răng ken két, mặt đầy hận ý. Trần Khả Nhi cười nói, vậy thì đúng rồi, bạn trai tôi vui thì tôi cũng vui. Ông muốn tôi vui thì tặng nhiều đồ cho bạn trai tôi chút nha. Mặt Lữ Đại Phú đen xì. Trần Khả Nhi, em muốn chơi tôi. Lữ Đại Phú mặc dù không thông minh lắm nhưng cũng không phải thằng ngu, tiêu tốn mấy trăm nghìn lận, kết quả lại đưa hết cho người khác, ông ta đương nhiên tức giận. Trần Khả Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, Lữ Đại Phú, ông nói năng cẩn thận chút đi, tôi chơi ông lúc nào. Lữ Đại Phú nổi giận đùng đùng, còn bảo không chơi tôi. Em coi Lữ Đại Phú tôi là thằng ngu à? Trần Khả Nhi nhìn thấy Lữ Đại Phú tức giận đến vậy, chắc giờ ông ta mới nhận ra, cô ấy cười khẩy. Tôi đùa ông đấy, làm sao nào? Sắc mặt Lữ Đại Phú âm trầm, lạnh lùng nói. Con nhãi dám đùa tôi. Hôm nay tôi cho cô hai lựa chọn, một là đền đống đồ này gấp 10 cho tôi, hai là ngủ với tôi một tháng, cô tự chọn đi. Trần Khả Nhi nhíu mày, nhổ tuẹt một cái. Phì, không biết xấu hổ, loại ếch nhái như ông cút xa khỏi tôi ra. Lữ Đại Phú lạnh lùng hừ một tiếng, nể mặt cô không chịu phải không, thế thì đừng trách tôi không khách khí. Lữ Đại Phú nói xong, Tần Lâm đứng ra trước mặt nói. Ông bạn. Nếu như ông để ý chuyện này thì tôi sẽ trả lại đồ cho ông cầm về đi. Lữ Đại Phú vẫn rất tức giận, cậu còn bảo trả tôi. Cậu coi Lữ Đại Phú tôi là ai? Sắc mặt Lữ Đại Phú tái mét lại, ông ta không ngờ mình lại bị Trần Khả Nhi đùa cợt như vậy. Cô ấy mua đống đồ này là để cho Tần Lâm, cô ấy coi ông ta là thằng ngu sao? Trần Khả Nhi cô không biết xấu hổ. Tốn nhiều tiền như vậy, Lữ Đại Phú xót chết. Mặc dù mấy năm nay kiếm được không ít tiền nhưng dù sao cũng là con nhà nghèo, không thể chịu nổi sự tổn thất này được. Có thể nói, tốn nhiều tiền như vậy nếu ôm được mỹ nhân về nhà thì không nói làm gì, quan trọng là ông ta bị Trần Khả Nhi chơi một vố, đúng là không nhịn nổi. Cơn tức này không sao nhịn được. Lữ Đại Phú nổi giận nhìn hai người, cười giễu cợt rồi nói. Con tiện nhân, bây giờ cô trả tiền cho tôi, chúng ta thanh toán sạch. Nếu không hôm nay hai người đừng có nghĩ đến chuyện rời đi. Dây dưa mãi rốt cuộc cũng chỉ là đồ ăn bám, hừ, tôi muốn xem ai có tiền. Trần Khả Nhi không ngờ Lữ Đại Phú lại sỉ nhục cô như vậy, cô ấy lập tức không nhịn được. Ông mới là tiện nhân, cả nhà ông đều là tiện nhân. Vốn không định dùng tiền của ông, chồng tôi có tiền, nhưng ông lại mắng tôi, bà đây không trả đấy, ông làm gì được tôi. Theo đuổi phụ nữ mà không nỡ tiêu tiền. Ông theo đuổi được ai chứ? Trần Khả Nhi cũng là loại gan to bằng trời, chẳng nhẽ lại sợ Lữ Đại Phú à? Lữ Đại Phú trầm giọng nói. Được, Trần Khả Nhi, cô đợi đấy cho tôi,
hôm nay tôi sẽ gọi đại ca của tôi đến xử lý hai người. Trần Khả Nhi biết anh rể mình thân thủ bất phàm, nhất định không sợ ông ta. Ai ôi, tôi sợ ghê, Lữ Đại Phú, ông chỉ là cái tên tú tài nghèo kiết xác, kiếm được chút tiền mà nghĩ mình là trạng nguyên à, còn muốn đùa tôi, ông làm được không? Chồng tôi một quyền có thể đánh bại mãnh hổ núi Nam Sơn, một cước đạp văng rồng sứ Bắc Hải, ông là cái thá gì? Tần Lâm nhíu mày, cười khổ, cô gái này cứ cho là mình giỏi lắm, tâng bốc anh hết hồn. Mặc dù Trần Khả Nhi chơi Lữ Đại Phú, nhưng anh vốn giúp người thân không màng lý do, huống hồ ông ta còn chửi rủa Trần Khả Nhi như vậy. Alo, đại ca, em đang ở tầng 3 trung tâm thương mại outlet, đúng vậy, có một đôi cẩu nam nữ chơi em một vố, anh đánh bọn họ giúp em. Lữ Đại Phú trừng mắt nhìn Trần Khả Nhi và Tần Lâm, sau đó kiêu ngạo nói. Bây giờ cô quỳ xuống cầu xin tôi có lẽ tôi còn có thể tha thứ cho cô làm bạn gái tôi là lựa chọn duy nhất rồi. Lữ Đại Phú tỏ vẻ ăn chắc Trần Khả Nhi. Trần Khả Nhi ôm chặt Tần Lâm, cười hi hi nói. Ông không tự nhìn lại mình đi, ông xứng với bổn cô nương sao? Chồng ơi, anh nói xem mình nên làm gì bây giờ, có người muốn bắt nạt em, chẳng nhẽ anh cứ trơ mắt nhìn à? Lữ Đại Phú lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ vẻ đã tính sẵn rồi. Chỉ biết võ mồm, đợi tí nữa mấy người sẽ khóc cho mà xem. Chưa đến 10 phút sau, mười mấy đàn ông ăn mặc lố lăng đứng ở đầu thang cuốn, người dẫn đầu là một cậu thanh niên nhuộm tóc 7 màu cầu vồng, mái tóc dài bị vuốt keo dính chặt y hệt quả đầu HKT, còn cả đeo khuyên môi. Tên đó trang điểm còn đậm hơn con gái, mặc quả quần bò đũng tụt đến đầu gối, đeo thắt lưng, tự cho là mốt. Sau lưng cậu thanh niên cũng là một đám gầy như bọ ngựa, ăn mặc y hệt tên kia, chẳng khác gì mấy. Lữ Đại Phú xông đến trước mặt cậu thanh niên, mặt mày âm trầm nói. Đại ca, cuối cùng anh cũng đến rồi, chính là hai người bọn họ. Trần Khả Nhi khẽ nhếch khóe miệng. Đám trâu ngựa gì? Cậu thanh niên ngoẹo đầu, vén ngọn tóc trước mắt, nhìn Trần Khả Nhi, cố ý tỏ vẻ lạnh lùng nói. Nếu như yêu thì phải yêu thật lòng, nếu như không yêu thì cút. Cái quái gì vậy? Sắc mặt Tần Lâm xa sầm lại, đây đều là di sản của xã hội cũ à? Không hiểu à, vậy được, tôi tự giới thiệu. Tôi họ Âu Dương, phó tộc trưởng của gia tộc Tăng Ái, nghệ danh là Yếu Thương Thành, mọi người nể mặt gọi tôi là anh Xuyên Trụ. Chuyện này tính thế này đi, anh quỳ xuống lại người em này của tôi hai phát, chúng tôi sẽ bỏ qua, nếu không, các người hôm nay không xong đâu. Âu Dương Xuyên Trụ lắc lắc đầu, nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Gia tộc Tăng Ái, ha ha ha, vẫn là phong cách cũ à? Trần Khả Nhi hoang mang giây lát rồi lập tức bật cười. Con mẹ mày! Cút đi. Tần Lâm thực sự không chịu nổi nữa, giơ chân lên đá Âu Dương Xuyên Trụ ngã xuống đất. Gia tộc Tăng Ái, trở lại đỉnh cao, đánh anh ta cho tôi. Kiểu tóc của Âu Dương Xuyên Trụ đã bị Tần Lâm đạp rối tung lên, mười mấy người xông lên, giữa hai tay Tần Lâm bắn ra hơn 10 cây kim châm bạc, mười mấy người toàn bộ bị ghim chặt tại chỗ, giây tiếp theo, vũ điệu của bọn họ bắt đầu. Tần Lâm dùng kim châm bịt kín huyệt đạo của bọn họ, cực kỳ ngứa ngáy. Bọn họ chỉ có thể không ngừng vặn vẹo cơ thể, không thể ngừng được. Ngay cả Lữ Đại Phú cũng không ngoại lệ, nhưng đứng giữa một đống người gia tộc Tăng Ái đầu HKT, ông ta trông vô cùng lạc quẻ. Đại ca, tôi sai rồi, tôi không chịu nổi nữa, anh tha cho tôi đi. Lữ Đại Phú muốn khóc không ra nước mắt, toàn thân vặn vẹo một cách mất kiềm chế, thậm chí còn cực kỳ lẳng lơ, so với vũ điệu điên khùng của đám người gia tộc Tăng Tình ở giữa trung tâm thương mại. Ông ta thu hút vô số người vây quanh quay phim. Lữ Đại Phú xấu hổ muốn chết, sau này ông ta sao gặp người khác được nữa chứ? Không được rồi, buồn cười chết mất, cay mắt quá, ha ha ha. Trần Khả Nhi ôm bụng cười. Sau một tiếng nữa, huyệt đạo sẽ tự động giải phóng, chúng ta đi thôi. Tần Lâm nói. Trời ơi, anh ngầu quá chồng ơi. Trần Khả Nhi nhảy lên, ôm chầm lấy Tần Lâm, mạnh mẽ hôn lên. Chụt. Tần Lâm nhìn Trần Khả Nhi với ánh mắt kỳ lạ, khuôn mặt trái xoan của Trần Khả Nhi lập tức đỏ ửng. Trái tim cô đập thình thình, lè lưỡi, xong rồi, cô nhập vai quá sâu rồi. Hai người đi dạo một hồi, cuối cùng Tần Lâm quyết định mua cho Trần Diên một chiếc đồng hồ, vì dù sao với một bác sĩ, thời gian quý giá hơn bất cứ thứ gì. Đến đó xem, Tần Lâm chỉ vào quầy Vacheron Constantin nói. Anh rể hào phóng quá. Đồng hồ của em đột nhiên hỏng rồi,
hay là anh mua cho em một chiếc Vacheron Constantin đi. Trần Khả Nhi trêu đùa. Trẻ con đừng có chỉ biết tị nạnh. Trần Khả Nhi trợn mắt nhìn Tần Lâm. Em trẻ con chỗ nào? Anh từng nhìn thấy rồi à? Anh rể đừng có mà coi thường em, hừ. Trần Khả Nhi ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Hầu viện viện. Tần Lâm nhíu mày, thấy một người quen thuộc đang đứng cửa hàng Vacheron Constantin, đây là bạn học cũ của anh. Chúng ta đi ra chỗ khác xem đã. Tần Lâm quá lười để dây dưa với cô ta, ban đầu theo đuổi không thôi, thiếu điều liếm chân cho anh, nhưng sau đó nhà họ Tần suy tàn, phần lớn mọi người đều xa lánh, tránh né, và hầu viện viện người từng điên cuồng theo đuổi anh cũng là một trong số đó. Tần Lâm, trùng hợp quá, đúng là anh rồi. Trong đầu hầu viện viện nổi lên một cơn sóng lớn, khi quay đầu nhìn lại, cô ta vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nhìn kỹ lại thì đúng là Tần Lâm. Đại thiếu gia của nhà họ Tần năm đó. Là anh. Trần Khả Nhi cũng hơi sửng sốt, hầu viện viện chính là đối thủ một mất một còn của chị gái cô, chủ nhiệm hầu của bệnh viện. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Trần Khả Nhi cũng không ngờ lại gặp chủ nhiệm hầu ở đây, điều ngạc nhiên nhất là, anh rể lại cũng quen biết cô ta. Là cô, không ngờ hai người lại tằng tịu với nhau. Hầu viện viện chế nhạo nói, Trần Khả Nhi là em gái của phó viện trưởng Trần Diên, cô ta đã từng gặp. Cô ăn nói lịch sự chút đi, chúng tôi tằng tịu với nhau cái gì chứ? Mồm thối thế, đám người khoa hậu môn trực tràng các cô toàn ăn không ngồi rồi thôi à. Trần Khả Nhi không phải là người nhẫn nhịn, mặc dù chị gái không tranh giành với đời, nhưng cô không bao giờ để mình chịu thiệt. Cô, hừ, nể mặt phó viện trưởng Trần, tôi không thèm so đo với cô. Hầu viện viện hạ giọng nói. Tần Lâm cũng rõ rồi. Hầu viện viện trước mặt này chắc là chủ nhiệm hầu mà Trần Khả Nhi nói đến, đúng là không ai nói rõ được hai chữ duyên phận này, cho dù là nhân duyên hay nghiệt duyên. Thật không ngờ đấy Tần Lâm, nhiều năm không gặp mà anh vẫn có dáng vẻ sống chết sống dở, lầm lì ít nói như vậy. Nhưng hiện giờ có vẻ anh cũng sống không tồi nhỉ, biết đường đến tỉnh lỵ phát triển rồi, nếu chỉ sống ở thành phố Đông Hải bé nhỏ đó thì có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng có chút tương lai gì. Hầu viện viện liếc mắt đánh giá Tần Lâm. Cả người toàn là đồ hàng chợ. Sau khi nhà họ Tần suy tàn, Tần Lâm cũng không có tin tức, chắc là chỉ sống thoi thóp, làm sao có thể mua được chiếc đồng hồ đắt như vậy chứ? Con người luôn tiến về phía trước, hiện giờ tôi cũng là chủ nhiệm của bệnh viện thành phố rồi, chắc chắn sống tốt hơn đám bạn học các anh nhiều, anh có việc gì cần thì cứ đến bệnh viện tìm tôi. Đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là bạn trai của tôi, Steven. Sắp đến sinh nhật tôi nên Steven cứ muốn tặng tôi một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin, nói con gái đeo rất có khí chất, tôi cũng không thể từ chối, cái này trông hơi lóa mắt, ha ha ha. Hầu viện viện cười nói, trên mặt tràn đầy vẻ tự hào. Steven cũng tỏ vẻ kiêu ngạo, bĩu môi, không thèm để Tần Lâm vào mắt. Tên nhà quê này ở đâu ra vậy? Các người nghĩ ai cũng mua được Vacheron Constantin à? Có biết đồng hồ ở đây bao nhiêu tiền không? Cái rẻ nhất cũng đã 80.000 tệ, đủ để các người mua một chiếc xe rồi. Steven cười khinh bỉ. Các người đến đây làm gì? Đến đây ngắm đồng hồ à? Tần Lâm, không phải tôi trách anh, làm người nên thực tế một chút, anh có thể so sánh với tôi à? So được với bạn trai tôi à? Anh xem lại quần áo rách dưới của mình đi, may mà tôi không phải loại người ham giàu ghét nghèo, nếu bạn học khác nhìn thấy anh cũng không dám nhận người quen, sợ mất mặt đó. Hầu viện viện vênh mặt nói. Tần Lâm cau mày, xem ra anh quyết định không dây dưa với hầu viện viện này là đúng rồi, cái mồm của người phụ nữ này thật độc địa, ham giàu ghét nghèo. Cô ta đang tự nói mình đấy à? Đúng là tự tát vào mặt mình. Đúng vậy, mua đồng hồ đấy thì làm sao, cô nghĩ mình cô mua được Vacheron Constantin chắc. Anh rể, đi thôi. Trần Khả Nhi kéo Tần Lâm vào cửa hàng. Anh rể. Hầu viện viện sửng sốt. Chẳng lẽ là bạn trai của Trần Diên? Sao hai người họ lại tằng tịu với nhau vậy? Tần Lâm, bạn gái của anh là Trần Diên à? Sao anh lại yêu đương với cô ta? Không phải tôi nói anh, hai, sao anh lại chịu thua kém như vậy chứ? Nữ mạnh nam yếu, cuộc hôn nhân như vậy không thể hạnh phúc đâu. Kinh nghiệm xã hội của anh ít quá, nếu đàn ông không có địa vị xã hội thì khó mà ngóc đầu lên được. Có ăn bám phụ nữ cũng phải tự mình biết mình. Anh đã không còn là Tần đại thiếu gia năm xưa nữa, còn muốn mua Vacheron Constantin. Thật là nực cười,
nếu anh mua nổi Van Cheren Constantine thì ban đầu tôi cần gì phải bỏ rơi anh? Hầu Viện Viện châm chọc. Cô nói cho rõ nhé, ban đầu là cô nóng lòng muốn theo đuổi tôi, nhưng tôi không đồng ý. Tần Lâm chẳng thèm để ý đến cô ta, cùng Trần Khả Nhi đi vào cửa hàng xem đồng hồ. Nhìn kia, bây giờ loại người nào cũng dám vào cửa hàng xa xỉ lượn lờ, các người có nhìn nữa nhìn mãi cũng vô dụng thôi, không mua nổi đâu, đừng ra vẻ sang chảnh nữa. Ai chẳng nhìn ra dáng vẻ nghèo nàn của các người, nhân viên phục vụ, cô phải biết rõ nên phục vụ ai. Hầu Viện Viện cười chế nhạo, cô ta không ngờ người cô ta ghét nhất lại trở thành bạn gái của Tần Lâm, nếu không có Trần Diên thì cô ta đã lên chức phó viện trưởng từ lâu rồi. Thưa quý khách, mời quý khách xem đồ tự nhiên, tôi đi giúp vị khách nữ này xem đồng hồ. Nhân viên phục vụ nói với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn bộ đồ trợ trên người Tần Lâm có lẽ không đến 200 tệ, loại người như này mà cũng dám đến mua Vacheron Constantine, đúng là buồn cười. Vacheron Constantine đa số là đồng hồ nữ, cùng với Patek Philippe, là hai thương hiệu đồng hồ nổi tiếng, giá thấp nhất cũng phải 200.000 tệ trở nên, người dân bình thường không thể mua nổi. Mắt chó không thể mọc lên ngà voi. Trần Khả Nhi nghiến răng nói. Chồng ơi, chiếc này đẹp quá, em muốn nó. Hầu Viện Viện làm nũng với Steven. Sau khi xem giá, sắc mặt Steven không hề thay đổi, 288.000. Anh ta chỉ mang theo 100.000 thôi. Chiếc này hơi đắt đó em, hay là xem chiếc này đi, 98.000, anh thấy chiếc này cũng không tồi, đơn giản mà trang nhã. Sang trọng, hào phóng, cực kỳ hợp với em. Steven nói, đây là mẫu cũ năm ngoái, được giảm giá 10%, tính ra chưa đến 90.000 tệ, cực kỳ tiết kiệm. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, chọn mẫu này đi Viện Viện, sau này chồng có tiền sẽ đổi cho em cái khác. Món đồ chơi này đeo 2-3 năm đã phải đổi rồi, sau đó đổi lên mẫu rẻ nhất là 500.000 tệ. Steven chỉnh trọng nói. Vậy, được thôi. Tuy Hầu Viện Viện không thích mẫu này lắm, dù là đuôi phượng, nhưng ít nhất cũng là Vacheron Constantine, đeo nó chắc chắn sẽ rất có thể diện. Thấy chưa, đây chính là thực lực, Tần Lâm, anh đừng đứng đó cho mất mặt nữa. Không mua nổi còn giả vẻ làm sếp cái gì. Anh yên tâm, nếu gặp bạn học cũ. Tôi sẽ không nói chuyện này với bọn họ đâu. Hầu Viện Viện đeo đồng hồ, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, đây chính là Vacheron Constantine đó, là chiếc đồng hồ mơ ước của biết bao nhiêu chị em phụ nữ. Lấy mẫu này ra cho tôi xem. Tần Lâm vốn chẳng để tâm đến cô ta, anh nói với nhân viên phục vụ. Chào anh, mẫu đồng hồ này có giá 19.998 tệ, là mẫu đồng hồ kỷ niệm trăm năm thành lập của Vacheron Constantine. Tourbillon đầy sao, cực kỳ đẹp. Nó được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng người Ý Danny Floren, là hàng giới hạn trên thế giới chỉ có 10 chiếc. Khu vực Đại Hoa Hạ của chúng ta chỉ có 2 chiếc thôi. Một cô gái có đôi mắt to tròn đang kiên nhẫn giải thích cho Tần Lâm. Chiếc đồng hồ này đẹp quá. Anh rể, em từng nhìn thấy rồi, hình như ca sĩ huyền thoại nước Mễ Mây Mây từng đeo một chiếc, em vừa thấy trên Twitter mấy ngày trước. Hai mắt Trần Khả Nhi sáng lấp lánh nói. Mộc Tâm Lan, cô cũng không xem xét xem anh ta có mua nổi không à, cứ ở đó phí nước bọt, loại người như cô căn bản không hợp bán đồng hồ, về nhà bán khoai lang đi. Nhân viên phục vụ lớn tuổi chế nhạo. Đúng vậy, vẫn là cô gái này nhìn người chuẩn, làm nghề phục vụ là phải mắt nhìn 6 hướng, tai nghe 8 hướng, không phải ai cũng đáng để cô đi giảng giải, anh ta có mua được đâu. Cô nghĩ anh ta có tiền mua à? Người giàu thực sự nào chẳng ăn diện từ đầu đến chân. Nếu không đi đến đâu cũng bị người ta tưởng là ăn mày, hừ. Ban đầu rời bỏ anh, là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời Hầu Viện Viện tôi. Hầu Viện Viện nói, cảm ơn ông chủ đã khen, người kia chắc chắn không thể so sánh với anh, lần sau nếu có nhu cầu, anh cứ đến tìm thẳng tôi là được, tôi tên là Tiểu Giả Giả Chân Hâm. Nhân viên phục vụ tươi cười nói, được, rất đẹp. Vậy lấy cho tôi 2 chiếc đi. Tần Lâm nói. Mộc Tâm Lan đơ luôn, cái gì? 2 chiếc. Chiếc đồng hồ gần 20 triệu tệ mà mua luôn 2 chiếc. Anh không đùa đấy chứ. Không chỉ Mộc Tâm Lan, Trần Khả Nhi và tất cả những người khác cũng đơ luôn. Ha ha ha, anh đừng giả điên giả dại ở đây nữa, anh tưởng đang mua đậu phụ à. Còn bảo lấy 2 chiếc nữa chứ, thật là buồn cười chết mất. Hầu Viện Viện ôm bụng cười lớn trông như con điên, nhìn Tần Lâm, giả bộ cũng phải có giới hạn chứ.
Thưa anh có chắc không? Chỗ chúng tôi chỉ có một chiếc này, phải chuyển từ trụ sở Đại Hoa Hạ đến. Mộc Tâm Lan nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, quẹt thẻ đi, chiếc còn lại lần sau tôi sẽ tự đến lấy. Tần Lâm nói. Được, vậy tôi sẽ quẹt thẻ giúp anh. Giả Chân Hâm vội vàng cầm chiếc máy quẹt thẻ và hóa đơn chen lên. Không cần cô, cút. Ánh mắt Tần Lâm lạnh lẽo liếc nhìn Giả Chân Hâm, nụ cười của Giả Chân Hâm đột nhiên tắt lúm, cực kỳ lúng túng. Không cần biết thật hay giả, cô ta sẽ không bỏ qua bất kỳ người khác nào. Để tôi giúp anh. Trong lòng Mộc Tâm Lan cực kỳ kích động, hai tay run run, hai chiếc đồng hồ 20 triệu, cô ấy sẽ được chiết khấu hoa hồng 0,5%, tức là được 200.000 tệ, 200.000 tệ đó. Cô ấy không dám tin, một nhân viên mới làm vào làm chưa đến một tháng như cô lại kiếm được nhiều tiền như thế, còn phấn khích hơn cả chúng xổ số. Duệt. Hóa đơn 39 triệu 960.000 được in ra. Lúc này, khuôn mặt Giả Chân Hâm đã đỏ bừng bừng, xấu hổ đứng tại chỗ, 200.000. 200.000 vừa bay khỏi đôi tay mình rồi. Hầu Viện Viện còn sững sờ hơn, sao có thể? Sao Tần Lâm có thể giàu có như thế được? Chắc chắn là giả, chắc chắn anh đã liên kết với nhân viên phục vụ để giả vờ, muốn níu kéo mình. Tần Lâm, anh đừng giả vờ nữa, anh chỉ là tên nghèo kiết xác thôi, nhà họ Tần đã suy tàn từ lâu rồi, anh tưởng tôi không biết chắc. Còn ở đây tỏ vẻ cao sang là có ý gì? Không ngờ anh còn thuê người khác diễn kịch cùng nữa, anh không thấy mệt à? Vì níu kéo tôi mà anh lắm trò nhỉ? Hừ hừ, tôi không bị mắc bẫy của anh đâu. Chồng, chúng ta đi thôi. Tần Lâm cũng sững sờ, cái cô Hầu Viện Viện này sao không biết xấu hổ như vậy? Lại còn tự tin, tự cho mình là đúng như thế. Trần Khả Nhi biết anh rể tài giỏi như thế nào? Có thể tùy ý quẹt thẻ mua hai chiếc đồng hồ 20 triệu tệ với phong thái thản nhiên như không. Ban đầu khi cô lướt Twitter thấy chiếc đồng hồ trên tay siêu sao Mây Mây đã mê muội nó, nhưng tận 20 triệu đó, phải trúng mấy cái giải nhất xổ số mới đủ tiền mua, nhưng hôm nay đã thành hiện thực rồi, Trần Khả Nhi giống như nằm mơ vậy. Anh rể, anh tuyệt vời quá. Hô hấp của Trần Khả Nhi trở nên dồn dập. Em vui là được, nhưng chiếc này cho chị em trước. Chiếc của em 2 ngày nữa sẽ vận chuyển đến. Tần Lâm nói. Ok ạ, anh rể, em yêu anh chết mất. Trần Khả Nhi ôm chặt cánh tay của Tần Lâm, thấy Mộc Tâm Lan đang ngẩn người nhìn họ, nhưng hai cô ai cũng có suy nghĩ riêng nên không quan tâm đến những điều này. Mộc Tâm Lan bỗng chốc trở nên giàu có, cô không biết nên tiêu 200.000 tệ này ra sao, còn Giả Chân Hâm đứng bên cạnh tức đến nghiến răng, mặt mũi trắng bệch. Số tiền hoa hồng này lẽ ra nên thuộc về cô ta. Giờ đã bị Mộc Tâm Lan cướp mất rồi, chuyện này chưa xong đâu. Em đừng như vậy, để người khác nhìn thấy sẽ tưởng chúng ta đang vụng trộm đấy. Vẻ mặt Tần Lâm ửng đỏ, nhưng Trần Khả Nhi túm chặt cánh tay của anh, giống như sợ anh sẽ chạy mất vậy. Không nắm chặt anh thì em không yên tâm, cho dù chị em yên tâm thì em cũng không yên tâm. Trần Khả Nhi mỉm cười hì hì, lộ ra cặp răng thỏ trắng xinh, cực kỳ đáng yêu. Thưa anh, đồng hồ của anh đây. Đây là danh thiếp của tôi, anh có nhu cầu gì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Còn chiếc đồng hồ kia sau khi về chúng tôi sẽ báo cho anh ngay. Trong lòng Mộc Tâm Lan vẫn cực kỳ kích động, đưa hóa đơn và đồng hồ cho Tần Lâm mà đôi tay vẫn đang run bần bật. Được. Tần Lâm gật đầu, sau khi cùng Trần Khả Nhi rời khỏi cửa hàng Vacheron Constantin. Thế nhưng, ngay sau khi Tần Lâm rời đi, Giả Chân Hâm đã nhắn tin cho quản lý cửa hàng. Sau đó, quản lý cửa hàng của Vacheron Constantin đã quay lại, đây là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trang điểm đậm, trên môi luôn nở nụ cười. Khá lắm, Tâm Lan, mới vào chưa đến một tháng đã bán được 2 chiếc đồng hồ, hơn nữa còn là chiếc Tourbillon kỷ niệm 100 năm của Vacheron Constantin, quả thật rất giỏi. Trưởng cửa hàng cười ha hả nói. Cảm ơn quản lý đã khen, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, chắc chắn không để chị thất vọng. Tâm Lan gật đầu cười nói. Ừ, tốt lắm, tiếp tục cố gắng, đưa hóa đơn cho tôi đi. Quản lý cửa hàng nói. Hả, sao vậy quản lý, đồng hồ tôi bán có vấn đề gì à? Mộc Tâm Lan ngạc nhiên nói. Cô làm việc ở đây chưa đến một tháng, người mới không được nhận hoa hồng, vì vậy chỉ có thể chiết khấu hoa hồng cho tiểu giả, đến lúc đó tôi sẽ thưởng cho cô 500 tệ. Cái gì, sao lại vậy, quản lý, sao chị lại thế? Người mới không được nhận hoa hồng sao? Công ty có quy định này khi nào vậy?
Khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Tâm Lan đột nhiên thay đổi, thầm kêu lên trong lòng, 200.000 tệ tiền hoa hồng, sao có thể nói mất là mất được. Đây là quy định của công ty chúng ta, lẽ nào cô muốn vi phạm quy định công ty à? Hừ hừ, cô nghĩ cô là ai? Cô chỉ là nhân viên mới đến chưa đầy một tháng, công ty đào tạo cô không công à? Nếu các cô làm chưa đến một tháng đã thôi việc, vậy công ty sẽ tổn thất bao nhiêu tiền? Người mới tháng đầu không được nhận tiền hoa hồng, tôi sẽ thưởng cô 500 tệ đã là động viên cô lắm rồi, biết chưa? Đừng có mà tham lam, công ty đào tạo các cô để cô ăn không ngồi rồi à? Khóc khóc khóc, khóc cái gì mà khóc, cô nín ngay cho tôi, thứ không có tiền đồ. Quản lý cửa hàng mắng mỏ. Không sao đâu Tâm Lan, cô đừng để bụng, đây là quy định của công ty, chúng ta cũng không có cách nào. Doanh thu tháng đầu của tôi cũng được mấy triệu đó, nhưng cũng chỉ được lương cơ bản thôi, tháng sau sẽ ổn thôi. Sau này nhận được tiền hoa hồng tôi sẽ mời cô ăn lẩu. Giả Chân Hâm nở nụ cười trên môi, vui mừng rạng rỡ, cô ta đã nói với quản lý rồi, 200.000 tiền hoa hồng này sẽ chia đôi, mỗi người 100.000. Mộc Tâm Lan tức đến suýt hộc máu, cô cướp 200.000 tệ của tôi rồi mời tôi ăn lẩu. Mộc Tâm Lan cực kỳ ấm ức, nước mắt lăn dài trên má, cô không cam tâm. Dựa vào đâu mà cô phải đưa tiền hoa hồng cho Giả Chân Hâm? Nhưng một đứa gái quê xuất thân từ nông thôn như cô thì làm được gì chứ? Không tiền không quyền, ngoại hình cũng khá xinh xắn mới được ứng tuyển vào làm nhân viên phục vụ của cửa hàng xa xỉ này, nếu nghỉ việc thì cô biết ăn nói thế nào với gia đình đây? Cô cực kỳ quý trọng công việc này nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn. Bận rộn cả ngày, đến chiều tối khi Trần Diên chuẩn bị đi ăn tối với Tần Lâm thì lại có một ca cấp cứu, vì thế chỉ đành gọi điện cho Tần Lâm. Tần Lâm, xin lỗi cậu, chỗ tôi tạm thời có chút chuyện gấp, có thể phải đến muộn một chút. Trần Diên cười khổ nói, vốn định ăn tối với Tần Lâm, nhưng lại phải hoãn lại rồi. Không sao, tôi đợi cô, thiên thần áo trắng chính là phải phục vụ nhân dân. Lúc sau cô đến thẳng Shangri-La là được. Tần Lâm cười nói, cúp máy xong chỉ đành một mình đến Shangri-La. Vừa mới bước vào sảnh, Tần Lâm đã nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, không ngờ toàn là bạn học cũ năm xưa, người dẫn đầu chính là Hầu Viện Viện. Lâu rồi không gặp Viện Viện, cậu vẫn xinh đẹp như vậy, ha ha ha. Đúng vậy, cậu xem hôm nay Viện Viện ăn mặc đẹp quá, mặt còn xinh hơn, trong số mấy đứa lớp mình, Viện Viện là người có khí chất nhất. Vóc dáng này, gương mặt trái xoan này, tớ bảo chứ, nếu cậu nói không phẫu thuật thì người khác không tin đâu, quá là hoàn hảo đi. Cậu thì biết cái gì, đây chính là xinh đẹp trời sinh đó, nếu ở cổ đại, đây chính là hầu quý phi rồi, ha ha ha. Viện Viện, chiếc đồng hồ này của cậu đẹp quá, Vacheron Constantin nhỉ. Chậc chậc, chiếc này cực kỳ đắt, tôi thấy bà chủ của chúng tôi cũng từng đeo một chiếc, ít cũng phải mấy trăm nghìn đó. Cậu xem, người bình thường không thể so với Viện Viện của chúng ta được, kết hôn với đại gia, sự nghiệp thành công. Cuộc sống như vậy đã đạt tới đỉnh cao rồi. Năm sáu người bạn không ngớt lời khen ngợi Hầu Viện Viện, trên khuôn mặt cô ta tràn đầy nụ cười, trang điểm xinh đẹp, dáng vẻ đắc ý như chúng được giải lớn. Cũng không đắt, 400.000-500.000 thôi, bạn trai tớ tặng. Hầu Viện Viện sờ chiếc đồng hồ trên cổ tay, ra vẻ thờ ơ nói. Trong số đám người này, cô ta là người có thành tựu cao nhất, không phải ai cũng có thể làm phó chủ nhiệm trong bệnh viện thành phố, hơn nữa cô ta còn chưa đến 30 tuổi, với tư chất này, trong tương lai, cô ta chắc chắn có tư cách ngồi lên ghế viện trưởng, thậm chí phát triển theo con đường chính trị. Nghĩ đến đây, Hầu Viện Viện liền vui hơn, đám người tầm thường này chắc chắn không thể so với cô ta. Xinh đẹp, lấy chồng giàu, đây mới là điều khiến con gái chúng ta ngưỡng mộ nhất, Viện Viện, sau này cậu đừng quên chúng mình đấy. Đúng đúng, sau này chúng ta có thể hy vọng vào cậu rồi. Ăn ở Shangri-La chắc đắt lắm nhỉ? Đây là chuỗi khách sạn lớn toàn quốc, nghe nói ăn một bữa phải tốn ít nhất chục nghìn tệ, đây là lần đầu tiên tớ đến đây đó. Được mọi người đối xử như minh tinh, trong lòng Hầu Viện Viện cực kỳ vui vẻ. Tiệc sinh nhật của cô ta hôm nay tổ chức cực kỳ long trọng, mời một số bạn học cũ và đồng nghiệp trong bệnh viện đến chính là vì lấy thể diện. Không sao, hôm nay tớ mời. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên. Hầu Viện Viện vẻ mặt tự hào nói. Shangri-La là khách sạn 5 sao, người bình thường nào dám đến đây ăn chứ? Những người đến đây ăn chắc chắn không giàu thì sang. Người sống bằng mặt, cây sống bằng da,
Hầu viện viện chính là muốn thể hiện năng lực của bản thân trước các bạn cùng lớp. Kia là Tần Lâm đúng không? Viện viện, sao cậu mời anh ta đến vậy? Không sợ anh dễ tức giận à? Ha ha ha! Một cô gái nói với vẻ mặt thích thú. Sắc mặt Hầu viện viện lập tức xa sầm lại, may mà lúc này Steven chưa đến, nếu không lại nhìn thấy anh thì Steven chắc chắn sẽ tức giận. Hầu viện viện ưỡn ngực thẳng lưng đi đến, chỉ vào mặt Tần Lâm nói. Anh cút ra ngoài cho tôi, ở đây không chào đón anh. Tần Lâm khẽ sửng sốt, Hầu viện viện tự cao tự đại thật đấy, lại còn dám đuổi anh đi. Đúng vậy, nếu viện viện không mời anh, thì anh còn ở đây làm gì? Tần Lâm, trước đây dù sao anh cũng được coi là cậu chủ lớn, hiện giờ gia tộc suy tàn, sống nghèo hèn như vậy, anh nghĩ anh xứng với viện viện à? Không mời mà đến, ha ha, anh mặt dày thật đấy. Một bạn học nữ bật cười chế nhạo nói. Đúng vậy, anh tự cho mình là đúng quá đấy, anh nhìn lại mình đi, có thứ gì nên hồn đâu. Từng này tuổi đầu không tiền không quyền, ngay cả tôi cũng coi thường anh. Xã hội bây giờ thực tế lắm, giờ anh và viện viện đã không còn là người cùng đẳng cấp, anh đừng có mà cố chấp dây dưa như vậy, giữ lại chút liêm sỉ cho bản thân đi. Anh đi nhanh đi, chút nữa bạn trai của viện viện đến đây, thấy anh chắc chắn sẽ hiểu lầm. Tần Lâm, không phải tôi nói anh chứ. Anh đã lớn từng này rồi mà không biết thân biết phận tí nào vậy. Quả chín ép không ngọt, và lại anh cũng chẳng có năng lực đó, cần gì phải tự chuốc lấy nhục nhã thế. Đàn ông đã muốn hèn thì ai cản nổi, ha ha ha, đáng tiếc, con cóc ghẻ như anh cả đời này đừng mơ ăn thịt thiên Nga. Shangri-La không phải là nơi anh đến được đâu. Viện viện tổ chức sinh nhật ở đây, anh mặt dày đến đây ăn chùa, còn muốn nối lại từ đầu với viện viện à. Đúng là suy nghĩ hão huyền. Viện viện, cậu không thể chiều theo loại người này được, mau gọi bảo vệ đi. Mấy bạn nữ bên cạnh đã nhao nhao lên, không chịu nổi nữa, muốn lấy lại công bằng cho Hầu viện viện. Lúc trước anh ta đã cố tình tìm người diễn kích, giả vờ làm người có tiền, xong mua 2 chiếc đồng hồ 20 triệu, thể hiện trước mặt tớ, ha ha ha, anh ta tưởng tớ là đồ ngu chắc. Muốn quay lại với tớ, tớ còn chẳng thèm liếc nhìn anh ta. Quen biết với loại phế vật không có chí tiến thủ này đã là một nỗi sỉ nhục rồi. Hầu viện viện nghiêm nghị nói. Anh mau đi đi, Tần Lâm, đừng ở đây tự mình đa tình nữa. Tôi không muốn để bạn trai tôi hiểu lầm, giữa chúng ta đã không còn khả năng nữa đâu. Anh đừng phí công vô ích nữa, đây cũng không phải là nơi anh có thể đến đâu. Hầu viện viện nói với giọng điệu thành khẩn, trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ khinh thường và châm chọc. E là người tự mình đa tình là cô mới phải, tôi đến đây thì nhất định phải tìm cô à. Tần Lâm lạnh lùng nói. Hầu viện viện lắc đầu, như thể đã hết kiên nhẫn. Nếu anh đã không biết tốt xấu như thế, vậy tôi chỉ có thể gọi bảo vệ thôi. Bảo vệ đâu? Mau đuổi anh ta ra ngoài, hôm nay là sinh nhật tôi không muốn nhìn thấy anh ta xuất hiện ở đây. Hầu viện viện trầm giọng nói, bây giờ cô ta không muốn nhìn thấy Tần Lâm nữa. Bạn trai ta sắp đến rồi, đồng nghiệp ở bệnh viện cũng đang trên đường đến, nếu thấy bộ dạng rách dưới của Tần Lâm níu kéo cô, vậy sẽ khiến cô vướng vào tin đồn tình ái. 4 nhân viên bảo vệ lúc này cũng chạy đến và hỏi thăm tình hình. Thưa cô, xin hỏi cô cần gì? Đội trưởng đội bảo vệ mỉm cười hỏi. Anh ta không phải bạn tôi, anh ta lẻn vào đây, các người trông coi cổng kiểu gì vậy? Cũng không hỏi rõ ràng đã để người vào rồi. Anh xem bộ đồ hàng chợ trên người anh ta mà cũng xứng đến Shangri-La ăn cơm à? Hầu viện viện lạnh lùng nói. Xin lỗi cô, hôm nay chỗ chúng tôi đã được bao chọn rồi, tôi không biết sự việc cụ thể, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Đội trưởng đội bảo vệ cực kỳ lễ phép nói. Đã biết bao chọn rồi còn không mau đuổi anh ta ra ngoài. Hôm nay chồng tôi đã bao chọn Shangri-La để tổ chức sinh nhật cho tôi, bạn bè đồng nghiệp của tôi sắp đến rồi. Tôi không muốn để người khác xem chuyện cười. Hầu viện viện cau mày. Chính là anh ta vốn không được mời đến còn trà trộn vào đây ăn trực, không biết xấu hổ à. Nên ném loại người này ra ngoài. Đúng vậy, người phải biết liêm sỉ, anh ta đến đây trục lợi, những ai có chút liêm sỉ sẽ không bao giờ làm chuyện này. Mau cút đi, chúng tôi không muốn nhìn thấy anh, ăn cơm mất ngon. Mấy người bạn học đều đứng về phe Hầu viện viện cùng nhau móc mỉa Tần Lâm, dù sao hôm nay Hầu viện viện cũng là nhân vật chính, Tần Lâm là cái thá gì chứ? Nịnh nọt Hầu viện viện chắc chắn sẽ có ích cho sau này. Hầu viện viện mới là người xinh đẹp giàu có trong mắt bọn họ,
Tần Lâm chỉ là một trò cười thôi, bọn họ ai nấy đều tràn đầy khinh thường, muốn dẫm Tần Lâm xuống bùn. Xin lỗi anh, nếu anh không phải là bạn của quý cô này, mời anh hãy nhanh chóng rời khỏi đây, hôm nay chúng tôi đã được bao trọn rồi. Đội trưởng bảo vệ trầm giọng nói. Nếu tôi không đi thì sao? Tần Lâm lạnh mặt nói. Vậy chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh, dám ngang ngược ở Shangri-La, anh cũng không xem đây là đâu, hừ hừ. Nhân viên bảo vệ độc đoán nói, nhìn Tần Lâm với ánh mắt lạnh lùng. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói trầm thấp vang lên trong sảnh lớn, trái tim Hầu Viện Viện khẽ trùng xuống, sợ chuyện gì đến chuyện nấy. Nhắc đến Tào Tháo đã đến, Steven xuất hiện khiến Hầu Viện Viện thấy hơi thấp thỏm. Chồng, anh đến rồi à, em không mời anh ta, nhưng nào ngờ anh ta không mời mà đến, chuyện này chẳng liên quan gì đến em, anh biết em luôn một lòng một dạ với anh mà. Hầu Viện Viện ôm cánh tay Steven nói. Lại là anh. Anh đúng là âm hồn không tan đấy. Steven lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt toát lên vẻ hung ác. Lúc trước thuê người diễn kịch, giờ lại dây dưa không buông à? Anh có năng lực giả vờ với tôi à? Hôm nay tôi đã bao trọn Shangri-La để tổ chức sinh nhật cho bạn gái tôi rồi, anh đến đây làm gì, anh nghĩ mình là cái thá gì? Đây không phải là nơi loại người hạ đẳng như anh đến được đâu. Mau cút đi, trước khi tôi nổi giận, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi không muốn xảy ra rắc rối, cút. Đội trưởng đội bảo vệ thấy Steven cực kỳ bá đạo thì hơi chột dạ. Thưa anh là người đã bao trọn Shangri-La ạ. Steven khẽ ho một tiếng, gật đầu, mặc dù anh ta chỉ bao ba bàn, nhưng đã tốn rất nhiều công sức. Phó giám đốc Thôi Vĩnh Tân của các anh là chú hai của tôi. Steven nói. Hai mắt của đội trưởng đội bảo vệ lập tức phát sáng, đây là người mình. Thì ra là họ hàng của giám đốc thôi, đều là người mình cả, ha ha ha, thế thì dễ rồi, chuyện này cứ giao cho tôi. Đội trưởng đội bảo vệ vỗ ngực nói, rồi quay sang nhìn Tần Lâm với ánh mắt phẫn nộ. Mau cút đi, nếu không chúng tôi sẽ ra tay đấy. Anh bao chỗ này sao? Đúng là dám ăn nói mà, giả vờ cũng phải có mức độ thôi, mau gọi giám đốc của các anh đến đây. Tần Lâm trầm giọng nói. Anh vốn định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật có 102 cho Trần Diên, không ngờ lại bị đám rác rưởi này quấy rầy. Không phải tôi, thì chẳng lẽ là anh à? Ha ha ha, anh xứng chắc, anh có năng lực đấy à? Anh chỉ là một cậu chủ sa sút mà thôi, còn muốn tranh giành bạn gái với tôi nhổ vào. Anh nằm mơ đi. Steven chế nhạo. Anh yêu, anh giỏi quá. Em vừa thấy loại người rác rưởi này đã thấy buồn nôn rồi, mau đuổi anh ta đi đi. Bạn bè của em còn đang nhìn này. Hầu Viện Viện nói. Lúc này, bên ngoài đã có không ít đồng nghiệp của Hầu Viện Viện, tất cả đều là người ở bệnh viện, còn có cả lãnh đạo từ các bộ phận khác nhau. Chúc sinh nhật vui vẻ nhé Viện Viện. Viện Viện, hôm nay cô xinh đẹp quá đi, lát nữa cùng nhau uống thêm vài ly nhé, ha ha ha. Còn đứng ở đó làm gì, sao lại không vào? Viện Viện khách khí quá rồi, còn ở đây đợi chúng tôi nữa, he he he. Hơn 20 người đã tập trung ở sảnh lớn. Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, nếu như không đi thì đừng trách tôi không khách khí. Đội trưởng đội bảo vệ cũng không có kiên nhẫn, nếu như có người gây chuyện ở sảnh thì chắc chắn anh ta sẽ không thoát khỏi liên can. Có chuyện gì vậy? Một người đàn ông trung niên mặc vest sẫm màu bước tới, vẻ mặt trầm tĩnh. Chú hai, chú đến rồi, có người ở đây gây chuyện, mãi không chịu đi, hừm hừm. Loại người này đáng lẽ phải nên vào danh sách đen của khách sạn Shangri-La của chú mới đúng. Steven nhìn thấy chú hai Thôi Vĩnh Tân bước đến, sắc mặt lập tức trở nên hưng phấn. Còn có chuyện này sao? Thôi Vĩnh Tân hừ lạnh nói. Giám đốc Thôi đến rồi. Đội trưởng đội bảo vệ tiến lên cười nói. Đúng vậy, chính là anh ta, chú hai. Anh ta đến đây là để ăn trực, căn bản cháu không hề mời anh ta đến, nhưng anh ta lại cứ mặt dày đứng đây. Hầu Viện Viện tỏ ra thái độ cao ngạo, đây là chỗ của cô ta, có cả chú hai ra mặt thì còn không thể mời được tên này ra ngoài hay sao? Thôi Vĩnh Tân trầm giọng nói. Cậu muốn tự mình biến đi, hay đợi chúng tôi ra tay? Trần Diên chạy từng bước đến Shangri-La, cô sợ phải để Tần Lâm đợi lâu. Xin lỗi, tôi đến muộn. Trần Diên không ngờ rằng tất cả đồng nghiệp ở bệnh viện đều ở đây. Mà lúc này cũng có không ít người đang chỉ trỏ về phía Tần Lâm, bỗng Trần Diên ngẩn ra.
mọi người cũng ở đây à? Hầu Viện Viện hơi nheo mắt lại, sự xuất hiện của Trần Diên càng khiến cho cô ta thêm kiêu ngạo. Trần Diên, sao bây giờ cô mới đến? Đúng vậy, Phó Viện Trưởng, mọi người đều đang đợi cô đấy. Ai ra, cuối cùng Phó Viện Trưởng Trần cũng đến rồi, nghe nói người này là bạn trai của cô hả? Hôm qua tôi thấy anh ta ở cùng em gái Trần Khả Nhi của cô đấy, có thật không vậy? Cái gì, người này là bạn trai của Phó Viện Trưởng Trần, lúc trước sao tôi không nghe nói nhỉ? Đương nhiên không rồi, Phó Viện Trưởng Trần giữ bí mật tốt lắm đấy, chúng ta đều bị cô ấy làm cho mù tịt hết rồi. Tôi đã nói rồi mà, tuy là người một nhà nhưng lại không thừa nhận quen biết nhau, ha ha ha. Các đồng nghiệp trong bệnh viện đều cười ồ lên nói. Tôi không thân với anh ta, tôi cũng không hề mời anh ta đến sinh nhật mình, người tôi mời là Phó Viện Trưởng Trần, thật xin lỗi, không có chỗ cho anh ta rồi. Nếu như Phó Viện Trưởng Trần không chịu ở lại thì hai người hãy cùng nhau rời khỏi đây đi. Hầu Viện Viện như mở cờ trong bụng, đắc ý nói với Trần Diên, cô ta muốn sỉ nhục Trần Diên ở trước mặt mọi người, nếu như không vì mặt nào Trần Diên cũng trấn áp cô ta thì cô ta đã ngồi vào chiếc ghế Phó Viện Trưởng lâu rồi. Từ trước đến nay, Hầu Viện Viện đều canh cánh chuyện của Trần Diên trong lòng, cô ta cảm thấy Trần Diên như đang ngăn cản đường công danh của mình. Bản thân làm gì cũng không bằng người ta, sao phải cam chịu ở phía sau chứ? Lần này cuối cùng cũng nắm được thóp của Trần Diên rồi, người như cô ấy lại tìm một tên bạn trai vô dụng như vậy, chắc chắn không thể để cho cô ấy có mặt mũi được. Các đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, ít nhiều trong số bọn họ vẫn biết chuyện Trần Diên và Hầu Viện Viện không hợp nhau, hơn nữa Trần Diên còn trẻ như thế đã làm phó viện trưởng, thực lực vô cùng tốt, nên cũng được coi là tấm gương mà mọi người hướng tới. Duy chỉ có mỗi Hầu Viện Viện là không phục, vậy nên cô ta mới ghi hận Trần Diên, lúc nào cũng muốn lật đổ cô. Hôm nay lại gặp phải cơ hội nghìn năm có một như thế, làm sao cô ta có thể bỏ qua được. Trần Diên bước đến bên cạnh Tần Lâm, khoác tay anh rồi nói. Xin lỗi, cô tự đánh giá mình cao quá rồi đó, tôi đến đây không phải là để dự sinh nhật cô, mối quan hệ giữa chúng ta vẫn chưa đến mức đấy đâu, tôi đến đây để dùng bữa với bạn trai cơ. Hầu Viện Viện trực tiếp đối đầu với Trần Diên, bèn cười khẩy. Vậy được, cứ tự nhiên, hôm nay chỗ này đã được bạn trai tôi bao trọn gói rồi. Trần Diên không ngờ lại xảy ra chuyện thế này, cô nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy vô cùng bực bội. Hôm nay vốn là sinh nhật cô nên muốn cùng Tần Lâm ra ngoài ăn, nhưng nào ngờ lại gặp phải Hầu Viện Viện, đã vậy cô ta còn muốn đuổi bọn họ ra ngoài. Cô! Tần Lâm nhìn sang Trần Diên cười nhạt, cô cũng siết chặt tay anh. Cảm giác không cam tâm. Đừng lo, không ai có thể đuổi chúng ta được đâu. Steven bỗng cười lớn. Từ lúc nào mà mặt lại dày như vậy? Anh không đi, chẳng lẽ chúng tôi đi à? Ha ha ha. Chú hai, chú xem phải làm sao đi. Thôi Vĩnh Tân trợn mắt nhìn Tần Lâm. Lão Lục, mau đuổi bọn họ ra ngoài, chúng ta không thể phá vỡ châm ngôn của mình được, khách hàng chính là Thượng Đế. Ánh mắt Tần Lâm dần trở nên lạnh lùng. Anh đã không còn nhẫn nại nữa rồi. Ông có phải là giám đốc tiền sảnh ở đây không? Chẳng lẽ ông không biết hôm nay ở đây đã được bao hết rồi sao? Steven vẫn nói với vẻ coi thường. Chỗ này đã được tôi bao rồi, anh là cái thá gì? Có thực lực như vậy sao? Anh có biết bao trọn gói Shangri-La tốn bao nhiêu tiền không? Thứ dế nhũi như anh lại cho rằng cả thế giới đều túm lại để diễn kịch cùng anh à? Còn không mau cút. Các người còn đứng đó làm gì? Thôi Vĩnh Tân hét lên một tiếng, đột nhiên tất cả nhân viên bảo vệ vội vàng ra tay, đúng lúc này, bỗng có một người đàn ông trung niên nhanh nhẹn chạy đến. Lão Thôi, có chuyện gì vậy? Lộn xộn quá đi, còn không đi mau, lát nữa cậu Tần đến nhìn thấy cảnh này thì chúng ta sẽ khó giải thích đấy. Mau lên, sẵn tiện đến trước cổng xem, cậu Tần vẫn chưa đến, Tần. Giám đốc Phương nhìn quét qua đám đông, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Năm nhân viên bảo vệ đô con kia lại dám bao vây cậu Tần ư? Cái gì, anh nói người bao trọn gói Shangri-La là cậu Tần à? Thôi Vĩnh Tân nuốt nước bọt cái ực, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, sao lại có thể? Cậu Tần, thực sự xin lỗi vì đã tiếp đãi chậm trễ, tôi không biết cậu đã đến rồi. Giám đốc Phương lo lắng nói, chuyện này do đích thân ông chủ Hồ Thụy ra lệnh, anh ta đã sớm đợi cậu Tần đến, nhưng không ngờ lại bị tên khốn Thôi Vĩnh Tân quấy rầy. Suýt chút nữa lại đuổi cậu Tần ra ngoài. Cút cút cút, mau cút hết cho tôi. Giám đốc Phương đặt một chân lên người đội trưởng đội bảo vệ,
sắc mặt anh ta lập tức tái mét, bị dọa đến mức bò trên mặt đất. Mở to mắt chó cậu ra mà nhìn này. Lão Thôi, lần này tôi cũng không cứu được anh đâu. Giám đốc Vương lạnh lùng nhìn Thôi Vĩnh Tân. Sao lại thế được? Steven vẫn không thể tin được khi nhìn thấy cảnh này, tên nhóc này chẳng phải chỉ là một phú nhị đại hết thời thôi sao? Người bao trọn gói Shangri-La lại là anh. Sao có thể? Không chỉ mỗi Steven mà Hầu Viện Viện cũng đưa ra, tất cả mọi người đều ngây ngốc, Tần Lâm lại ngầu đến vậy ư? Ông xã, chẳng phải anh nói sẽ bao trọn gói Shangri-La để tổ chức sinh nhật cho em sao? Vậy anh ta là thế nào? Hầu Viện Viện nhỏ giọng nói. Chắc chắn mấy người nhầm lẫn rồi, anh ta chỉ là một phú nhị đại hết thời, lúc trước tuy nhà anh ta có tiền, nhưng bây giờ chỉ là một con quỷ nghèo kiết xác mà thôi, sao lại có thể bao trọn gói ở đây được? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.